Ví dụ mình đã người già ở đây nè, mình có thể là mình lo không biết nữa, mình già con mình có lo cho mình không? Cái đó mình có thể lo. Nhưng mà có một điều mình không lo là con không lo, chính phủ lo. Người già ở đây là nhất định là sẽ có tiền già, nhất định là sẽ có chỗ ở của chính phủ, cho nên thật sự là không lo. Thì chính phủ đã cho mình cái gì? Cho mình một cái gọi là vô quý thị. Nhưng mà thật, khi khi mà chính phủ tài thí cho mình, nghĩa là chính phủ cấp lương cho mình mỗi tháng, đó là tài thí, phải vậy không? À, rồi chính trong khi chính phủ cho mình tài thí thì cho mình luôn cả vô úy thí, là sự không sợ hãi. Có thể là mình lo, tôi không biết nữa, tôi già, con tôi lo tôi không, có đã có thể lo. Nhưng mà bảo đảm một điều là nếu nó không lo, chính phủ lo. Mà cho dù nó có lo, nghĩa là nó tới thăm nom, nhưng mà quyền lợi của người già vẫn gấp lai sinh. Dù vì dù mình có giàu có, mình có dư dả, nhưng ở đây người già là được có cái gì, cái quyền hưởng của người già, cho nên người già nào tới tuổi rồi cũng làm đơn xin tiền già. Ở bên Canada đó, người già được quyền ăn tiền già mà ra khỏi nước trong vòng 6 tháng. Ở đây được mấy tháng? Mấy tháng? 3 tháng không? 1 tháng. Ở bên Mỹ là chỉ 29 ngày thôi. Ai mà đi hơn, coi như người nào mà đi tới 30 ngày là nó cúp tiền già, rồi là phải về xin lại. Còn bên Canada là đi sao đi, miễn đừng qua 6 tháng. Tiền già mỗi tháng vẫn direct deposit, đi thẳng vô bank, không có gửi check nữa, đi thẳng vô băng luôn. Đó. Cho nên người già đó ở bên Canada đó, nói phóng hòa nói chung là ở Mỹ, ở Đức, ở Úc, nói chung là các nước tân tiến đó, các nước mà chúng ta đang ở bây giờ đó, là hầu như người già nào cũng được hưởng. Không phải chỉ tiền già mà ngay cả gì bệnh hoạn nữa. Mình về mình ở những cái xứ của mình nghèo, không ít ai lo thì mình lo gì? Trời nữa không biết tôi bệnh tôi có ai lo không? Chừng ngay bây giờ mình ở cái đất nước này không có lo già, không có chỗ ở, không có lo già, không có tiền, không có lo bệnh, không có bệnh viện lo, mà chẳng những mình vô bệnh viện ta lo còn hơn mình nghĩ nữa. Vậy cực lạc chưa? Quá cực lạc rồi chứ gì nữa. Mà tại sao mình vẫn lo? Tại vì mình thích cực khổ. À. Cho nên cực lạc cực khổ song song, hai đường cực hết, biết dông đường nào. Mình thiệt sự là mình ở cực lạc. Rồi bây giờ quý vị thấy á, sự hộ trì của chúng ta đối với chính phủ. Mình đi làm, mình đóng thuế, thì cái tiền thuế đó là hộ trì cho cái ngân khoản chính phủ. Rồi chính phủ lấy cái tiền đó hộ trì cho người già, cho người bệnh, cho trẻ em. Thế thì chúng ta thấy trong cuộc sống này không bao giờ thiếu sự hộ trì. Mà đôi ly chúng ta không đủ chánh niệm để chúng ta nhìn, chúng ta nghĩ hộ trì là một cái gì đó phải gọi là mình ghi nhận, chứ thật sự chới cái nhìn nhẹ nhàng. Và với con mắt chánh niệm tinh tế thì chúng ta thấy trong cuộc sống của chúng ta đang được sự hộ trì của người khác, và chúng ta đang hộ trì cho người khác. Mình đi xe, những con đường người ta phải tráng nhựa làm cho con đường đó tốt để hộ trì cho mình. Quý vị biết ở xứ tuyết như chỗ Pháp Hòa ở đó, một năm là 6 tháng lạnh. Bây giờ là bển đang tuyết rồi. Những cái ngày tuyết nhiều á, chính phủ phải cho xe ra đường xúc tuyết. Mà đôi khi á, khuya mới làm việc được, tại khuya mới bớt xe, thì những cái xe tải lớn mới đi trên đường xúc tuyết. Mà một cái cách xúc tuyết bằng cách nào? Hai chiếc xe tải đi song song, một chiếc thì hút tuyết vô trong một cái ống, rồi phun qua một cái chiếc xe kế bên. Hai chiếc xe lái cùng song song với nhau vậy nè, để phun tuyết qua bên cái xe bên này. Rồi khi mà đầy rồi đó
thì cái chiếc xe đó chạy, chiếc xe tải khác nối vào mà đi và tìm những cái bãi lớn để đổ những cái tuyết đó. Mà hễ mà đường mà trơn á là phải đi rải cát, rải muối để cho đường đừng có trơn. Mùa đông xong rồi đường xá hư, cho nên năm nào mùa hè cũng sửa đường hết. Sửa từ khi mà vừa tan tuyết, sửa cho đến khi mùa đông. Và có những công trình phải làm ban khuya chứ ban ngày làm không được. Thì ban ngày người ta làm việc xe cộ rất là đông, thì chỉ cần mình đi ngang những con đường đó, mình thấy mình được sự hộ trì của họ. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, rồi thậm chí xin lỗi, mình ở một cái đất nước mà nó nghèo đói thì có thể là ta không có lo chuyện đó rồi. Sống người ta còn không lo thì chết ai lo. Cho nên rồi ở bên những cái xứ này đó, quý vị biết không, lỡ mà ai đó mà độc thân mất ở trong nhà mà tìm không được người thân, chính phủ vẫn có những cơ quan lo việc đó. Vì tất cả nhà hoàng đó, họ thay phiên nhau, họ thích khe, họ lo cho những người mà không người thân. Khi quá vãng họ sẽ lo chuyện đó. Rồi có một cái nghĩa trang để chôn những người đó. Để chi? Rồi lỡ sau này người thân họ có tìm ra tung tích, họ liên lạc với chính phủ địa phương, thì ở đó sẽ dẫn ra cái mộ và chỉ cho biết tháng đó ngày đó thân nhân anh mất mà quý anh chị không hay, chúng ta đã chôn ở đây. Thì Pháp Hòa đã từng đi những cái đám như vậy. Họ liên lạc với mình và họ nói là bây giờ có một người Việt Nam nè, tìm chưa được người thân, thầy lên thì tụng kinh rồi chôn cất. Rồi sau đó người nhà biết được mới chạy lên chùa hỏi, thì Pháp Hòa mới dẫn ra và chỉ chỗ đó. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình mới thấy là hiện nay có ở Việt Nam mình, ví dụ có những người, người ta có khả năng, người ta cũng phát tâm, người ta mua những cổ quan tài ta để sẵn đó để dành bố thí giúp cho những người mà mất mà không có quan tài để lo an táng. Cho nên nếu mình nhìn kỹ, nhìn sâu thì mình thấy hộ trì. Ngay cả khi chúng ta ăn chay, chúng ta không biết nấu hoặc chúng ta không có thì giờ, thì có những người, người ta làm thức ăn chay, người ta bán. Tuy người ta bán người ta lấy tiền, nhưng mà nhờ người ta, mình có tiền mà không ai nấu cho ăn, thì mình mua một món ăn chay đó để mình có được một bữa chay mình ăn. Thật sự ra đó cũng là sự hộ trì. Và quý vị thấy nhiều khi mình tụng một quyển kinh mà không có người ấn tống kinh, mình cũng có để mình tụng. Hay là mình muốn nghe giảng, không có ai cho mình những cái băng dĩa, mình cũng nghe được. Nhiều khi con cái thấy ba mẹ thích nghe pháp quá, mua cái iPad cho cha mẹ, rồi mấy đứa cháu chỉ cho cách lên YouTube. Cho nên chắc bác ở đây tám mấy tuổi chứ còn ngon lành lắm. Biết xài iPad mà, biết quẹt iPhone mà. Chỉ có cái không biết là không biết tắt phone thôi. Cho nên hộ trì. Thì Pháp Hòa mới kể cho đại chúng nghe là có một hôm á, một hôm Đức Phật đi đến một cái làng đó, thì Đức Phật thấy một cái ông ảo thuật. Thì ông mới nói với các đệ tử là: các đệ tử hãy giúp cho ta cái này, rồi ta sẽ giúp lại các con cái này, thầy trò ta cùng giúp nhau để kiếm sống. Nói vậy đó. Thì các người đệ tử mới nói: dạ thưa thầy, mình mỗi người sẽ tự có một cái cách đặc biệt của mình, rồi mình sẽ làm ra thành một cái buổi ảo thuật mà con cũng tự biết, mà con cũng hộ trì cho thầy. Thì Đức Phật nhìn cái cảnh đó, Đức Phật có bài kinh. Và đây là lời kinh của Đức Phật. Đức Phật dạy: tâm tự thân cận tu tập, thân tự thân cận tu tập, tùy sự học, tùy sự thọ trì mà tác chứng. Thế nào gọi là tâm tự thân cận? Mình muốn hộ trì cho ai mà mình không cần một cái việc gì đó thì làm sao mình biết để mình hộ trì?
Pháp Hòa ví dụ, bây giờ mẹ mình bệnh mà mình muốn giúp cho mẹ thì mình phải thân cận những người biết về thuốc. Thí dụ vô bệnh viện gặp bác sĩ, gặp y tá, hỏi thuốc này uống ngày mấy lần và tác dụng của nó ra sao, và nó sẽ có những cái phản ứng phụ nào, và khi trường hợp như vậy tôi phải làm sao. Tự mình phải thân cận cái đó để mình mới hộ trì được cái người thân của mình. Cũng giống như mẹ muốn nấu ăn cho con thì mẹ phải biết nấu ăn. Hay là thậm chí mình thấy trời, con tôi nó thích ăn cái món bánh đó lắm mà tôi không biết làm, thấy ai đó biết làm, chị chỉ cho tôi học tôi làm cho con tôi ăn. Một cái ý niệm như vậy đó, đó là sự hộ trì chứ gì nữa. Nhưng mà mình muốn hộ trì cho người đó thì trước hết mình phải thân cận tự thân mình, có phải không? Cũng như thế, trong cái sự tu tập cũng vậy. Phật tử muốn hộ trì Phật Pháp thì người Phật tử làm gì? Phải học Phật. Mình không học Phật sao mình biết được hộ trì? Thôi nói đơn giản ha. Bây giờ đơn giản nhất là dù mình nói thầy ở chùa một mình, thầy tụng kinh, tối nào con cũng lên tụng kinh phụ thầy. Mà muốn lên tụng kinh phụ thầy thì phải làm gì? Phải biết cái gì? Phải biết tụng. Hay là giờ thầy đi tụng đám tang, con mình thầy tay chuông tay mỏ, mình thấy tội quá mình muốn đi theo phụ, thì mình phải biết cái gì? Biết thỉnh chuông mỏ. Như vậy thì chúng ta muốn phụ một cái việc gì, trước hết là chúng ta phải tự biết. Vậy thì ngay khi chúng ta tự biết là chúng ta tự hộ trì cho ai? Hộ trì cho mình. Phật nói thiết thực vậy đó. Cho nên khi mình biết một cái việc gì đó là tự mình hộ trì cho mình rồi. Mà khi mình hộ trì cho mình được rồi thì mình hộ được trì cho người khác. Quý vị đi lên máy bay, trước khi mà người ta cất cánh, người ta sẽ chỉ cho mình xe máy bay này có bao nhiêu cửa ra vào, mà lỡ có biến cố xảy ra thì ở trên nóc sẽ rớt xuống một cái mặt nạ oxy. Quý vị phải tự chụp cho mình cái oxy đó trước khi mình giúp cho cái người bên cạnh của mình mang cái ống oxy đó. Tự mình hộ trì cho người. Cho cái câu Đức Phật dặn, tâm tự thân cận tu tập. Trong cuộc sống mình muốn hộ trì cho ai thì mình phải biết cái đó. Mà ngay khi chúng ta học, chúng ta biết là chúng ta đã tự lo hộ trì cho mình rồi. Ví dụ như ta nói là cái thuốc này uống vậy đó, tự nhiên mình thành bác sĩ, tự nhiên mình thành y tá. Thì khi mình học là mình biết rồi thì mình hộ trì cho chính mình, hộ trì cho người kia. Rồi Đức Phật nói tiếp, tùy sự hộ trì mà tác chứng. Nhớ nha, khi người ta hộ trì cho mình đó, ta hộ được nhiêu vui nhiêu nha. Có nhiều khi người ta hộ mà còn chê nữa chứ. Có không? Cho nên dễ xa nhau. Mà mình chê thì bất quá, nếu mà người đó không phải là ruột thịt của mình đó, người ta bỏ luôn mình rồi. Mà nếu như mà người đó là ruột thịt của mình mà người ta ráng đi nữa đó, mà người ta khổ, mỗi lần mà gặp mình mà phải chăm sóc cho mình, là chẳng là tại vì mình là người thân thì phải lên, chứ còn cái niềm vui nó không có. Cho nên quý vị nhớ, hôm nào quý vị nghe lại cái bài, nếu mình là một người bệnh, mình được sự chăm sóc của người khác thì mình phải làm gì để cho cái người bệnh, người ta, cái người chăm sóc bệnh đó, người ta thoải mái. Rồi ngược lại, người chăm sóc người bệnh phải nên làm gì để mà thông cảm và giúp cho người bệnh một cách thiết thực. Phật rất là chi tiết. Đọc ở trong kinh mới thấy là Phật dạy đủ thứ chuyện trên đời hết. Cái gì Phật cũng có giảng dạy, mà Phật nói từng chuyện li ti trong cuộc sống hàng ngày. Bệnh phải làm sao, chăm sóc người bệnh phải làm sao. Rồi thậm chí mà Phật còn dặn mấy ông phải giao ngân sách cho vợ giữ, đừng có hẹp hòi khi vợ mua sắm. Phật biết hồi xưa có cái vụ shopping. Nhưng mà khi Phật nói xong với mấy ông rồi là Phật xoay qua các cô, Phật dặn
chồng có giao ngân sách để mua sắm, nhưng phải biết kiểm soát ngân sách trong nhà mà mua sắm mà không được phí. Rồi vẫn dặn mấy cô là phải thương yêu chồng, lo cho chồng cơm nước. Nhưng mà ngược lại Phật nói với mấy ông không được khó dễ trong việc ăn uống, đừng để vợ phải bận lòng. Ngoài ba bữa cơm chính, tối có muốn xíu dẹ tự lo. Nghĩa là ăn tối đó, thích mì gói gì đó thì tự lo, chứ còn ta đang ngủ mà dựng ta dậy bắt ta thêm cử tối nữa là hơi kỳ kỳ. Mà nếu mà người ta hộ trì cho mình mà mình không biết bảo hộ sự hộ trì đó thì cái hộ trì đó không có last long, nó không có được lâu dài. Cho nên một người đệ tử lo cho mình cũng phải biết có giờ giấc, chứ không phải nó đệ tử tôi rồi muốn kêu giờ nào kêu. Quý vị biết đó là Pháp Hòa chăm nuôi mấy chú nhỏ, nhiều khi cái việc có những việc Pháp Hòa nhờ, nhưng mà có những việc Pháp Hòa không nhờ. Đặc biệt là buổi tối giờ ngủ, nửa đêm khuya mà chùa có chuyện gì mà Pháp Hòa nghĩ rằng một mình Pháp Hòa làm được, Pháp Hòa sẽ làm. Ví dụ hồi mấy chú còn đi học đó, nửa khuya là Pháp Hòa đi xúc tuyết mà không kêu, tại vì mấy chú còn đi học. Kêu thì mấy chú sẽ ra thôi, tại phận làm đệ tử mà. Nhưng mà nó ngủ không đủ, ngày mai làm sao nó đi học. Có nhiều lúc có những việc, ngày thứ bảy là quý Pháp Hòa cho ngủ trễ, không có bắt thức sớm, tại đi học 5 ngày, thứ hai tới thứ sáu thức sớm đi học rồi. Sáng thứ bảy Pháp Hòa cho ngủ một bữa. Mà nhiều khi ngủ tới 8 giờ, 8 rưỡi rồi mình có việc, mình định đi vô nhờ mà thấy nó ngái ngon quá, không nở, thôi đi ra. Rồi đi ra xong mình biết là cái này mình làm không có nổi, muốn đi vô, vô đứng đó hồi không dám kêu, thôi đi ra. Mà phải 5 lần 7 lượt như vậy, rồi thôi cuối cùng chấp nhận ngồi chờ. Vì vậy nó ngủ không, mình kêu nó dậy thì nó cũng dậy, nhưng mà mình biết cái tâm lý. Cho nên khuya ở trong chùa, chúng trong chùa cũng vậy, đi ai bệnh hoạn mất nửa đêm trong bệnh viện mà kêu 2-3 giờ sáng, Pháp Hòa là người bắt phone chứ không bao giờ để các thầy cô trong chùa bắt. Mà bắt xong rồi là tự mình xách xe đi vô bệnh viện tụng chứ không có gọi ai hết. Vì người ta còn nhiều việc trong chùa ta làm, ta mỗi người ta phụ mình mỗi việc, còn những việc gì là mình phải ôm nhiều hơn. Cho nên ở trong mình sống ở trong chùa, trong nhà cũng vậy. Tại sao? Tại vì mình biết rằng mình đang nhận sự hộ trì, thì chúng ta phải tâm lý và bảo hộ sự hộ trì này để nó được kéo dài. Cũng giống như mình nói cái đèn dầu hay là cái gì đó, mình xài nó quá thì nó mau hết thôi. Cảnh đời như đá mài dao, trái mau thì hết, cảnh đời như lửa đốt dầu, trái mau thì đớt, có còn thì hết, có đâu còn hoài. Cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết, có nào bền lâu. Nhưng mà giữa cây dao với cục đá thì cục đá nó mòn, nhưng mà nó mòn lâu hơn vậy thôi. Cho nên mình phải để ý, trong cuộc sống chúng ta thường nhận sự hộ trì, nhưng chúng ta phải biết bảo hộ cái hộ trì đó để cho cái hộ trì đó không có ngắn qua. Cho nên mình được một người nào thương chăm sóc cho mình, hay là nhất là người vợ hay người chồng, đừng bao giờ xài quá, nó không bao hết lắm. Phước nó cũng phải có phần chứ, hữu phước bất khả hưởng tận, đó là lời dạy của người xưa. Hưởng tận sanh bần cùng, hưởng hết là sanh nghèo đói. Cho nên mình, Đức Phật dặn là, khi mà quý vị biết không, nhiều khi Pháp Hòa đọc có một đoạn kinh ngắn vậy đó, mà mình phải suy nghĩ cái lời này ý gì. Và khi mình có được cái suy nghĩ những cái chi tiết trong cuộc sống thì mình thấy vui. Mà nhiều khi một đoạn kinh ngắn như vậy mà nó nuôi dưỡng mình trong đêm hôm, trong đêm tối. Từ Pháp Hòa hay đọc kinh buổi khuya,
Mà đọc như vậy mà những cái đoạn kinh mà nó hay, mà nhiều khi nó đơn giản vậy thôi, mà mình cái tâm hỷ lạc của mình ở nửa đêm nó vui lắm. Tại vì khi tối là không có bận rộn gì nữa, mình phải gác hết mọi cái việc khác để mình làm một cái công việc mà mình muốn trong ngày, đó là mình trì kinh, mình ngồi thiền hay mình lễ Phật. Mà được một cái đoạn kinh như vậy thì mừng vô cùng. Đức Phật nói là tùy sự hộ trì mà tác chứng. Tác chứng là gì? Nên khởi cái tâm chứng nhận như vậy. Thí dụ như là quý vị cúng trai tăng á, quý vị đem thức ăn lên cái nói của tuy đơn sơ, tâm cái câu mình nói nghe khiêm cung á, chúng con thành tâm sắm sửa, chút ít trai duyên dâng lên cúng dường Tam Bảo và hiện tiền chư tôn đức. Của tuy đơn sơ nhưng gói trọn cả tấm lòng thành kính, thí dụ vậy, mong quý tôn đức từ bi tác chứng. Tác chứng nghĩa là khởi lên làm cái sự chứng nhận này, dù ngon dù dở, dù ít dù nhiều, tác chứng. Cho nên mình nhớ học cái chữ tác chứng đó, để mình sống trong đời mình chấp nhận. Thí dụ người ta nói xin lỗi bác, nhà con đơn chiếc quá, bác tới con không có gì đặc biệt đãi, chỉ có mì gói hay gì đó. Cái mình khởi trong tâm cái gì cũng tác chứng hết. Cho nên nhiều khi trong cuộc đời của mình đó, mình đừng có đòi hỏi gì hết, có gì tác chứng nấy đi, vui à. Thí dụ như giờ mình đi chơi xa, ăn bánh mì là ngon rồi, gọn rồi, nụa không có súp hả? Cái đó là không biết tác chứng á. Ta gặp mình ta thấy lúc này tác đâu mất còn chứng không á. Rồi Đức Phật nói câu này nè: tâm tự thân cận tu tập, tùy sự hộ trì mà tác chứng. Đó gọi là tự hộ trì mình và hộ trì người khác. Tại sao câu đó? Bởi vì nếu mình sống được như vậy là tự mình làm cho mình không có lố bịch, tự mình làm cho mình không làm cho người khác cảm nhận mình là một người khó phụng sự, khó phục vụ. Mình tự mình hộ trì cho cuộc đời của mình là sống có thể thích ứng ở bất cứ hoàn cảnh nào. Quý vị biết là Pháp Hòa bay từ Canada qua đây á, ở qua tới Melbourne là cách 8 tiếng. Rồi cái xong cái bay qua Sydney, rồi từ Sydney bay qua đây, ở đây và bắt đầu mình đang quen giờ Sydney, giờ Melbourne, rồi cái qua đây cái bên này đi đi sớm đi trễ hơn ở bên vùng đó 3 tiếng. Thí dụ như mình đang quen cái bụng ăn giờ đó, ngủ giờ đó, cái tự nhiên giờ này tới nó đói chưa được ăn tại đây làm sớm quá. Lúc đó mình nói tác chứng, tác chứng. Cho nó khó lắm. Cho nên mình phải xài cái chữ đó cho cuộc đời của mình thì tự nhiên mình hộ trì cho mình. Mà mình được như vậy thì người tự nhiên người ta cũng không, người ta lo cho mình mà người ta không có khó chịu. Cho nên mình muốn được sự lo của người khác thì chính tự thân mình phải hộ trì lấy những cái khó khăn của mình, những cái chỉnh đốn cái đó. Đó gọi là tu chứ gì đâu. Tu đâu là gì? Tu là sự chuyển hóa những cái tật cô dĩ của mình. Còn cái chuyện mình cạo đầu, mặc áo tràng, thỉnh mỏ, tụng kinh, lại Phật, ăn chay, làm công quả, tất cả cái đó, đó là những phương tiện hộ trì cái tâm tu, đường tu của mình. Nhưng mà cái chính yếu là tận gốc rễ, chúng ta phải chuyển cho được những cái tật của chúng ta, để cho người ta thấy được cái chữ tu đơn giản chỉ có 2 chữ: tờ u tu. Viết rất gọn gàng mà mình tu làm sao cái mình bỏ thêm cái dấu huyền, thành tù mất đất. Tu không ra tu mà thành tù, càng tu càng tù.
Cho nên cái chữ tù á, chữ chữ Hán mà ta viết chữ tù á, là ở trong là chữ nhân, ở ngoài là chữ cái hộp á. Người bị nhốt trong bốn bức tường là tù. Một con người sống mà không có lối thoát, gặp cái gì cũng chấp trước thì là tù chứ gì nữa. Cho người chữ chữ Hán là người ta viết, ta lấy tượng hình, ta lấy cái ý. Người bị nhốt trong bốn bức tường, một cái hộp là tù. Cho mình tu á, là mình muốn muốn mở cánh cửa đó. Mở cánh cửa đó. Cho nên có nhiều cái chùa ta để cổng tâm quan bất nhị pháp môn, hay là ta để bất nhị môn. Bất nhị môn là gì? À, cửa không hai. Nghĩa là phải có nhị là có đối đại. Mà cách nào anh sống cũng bình an, bất nhị pháp môn. Cho nên mình hộ trì, mình tập được cái đó là mình tự hộ trì mình và mình hộ trì cho người. Thí dụ như có những lúc mình quá đói mà mình ăn, có những lúc là mình không muốn ăn, mặc dù ở dưới tủ lạnh nhiều đồ ăn lắm, dưới bếp á. Nhưng mà biết là mình tập ăn cái kiểu này hoài, nó sẽ quen cái tật ăn đêm nè. Mà ăn đêm nhiều là bụng phì nè, mập nè. Và có một cái mà mình sợ nhất là mình nhịn ăn mà thấy hạnh phúc vô cùng là sợ xấu. Và có nhiều khi sợ xấu là mình lướt qua hết được những cái mà khắc phục đó. Có những cái không nên ăn, vì mình biết mình ăn vô là mình bệnh. Rồi, thì hộ trì như vậy là hộ trì cho mình và hộ trì cho người khác. Đức Phật dạy tiếp, thế nào là tự hộ trì cho mình, tức là hộ trì cho người khác? Một, không khủng bố người khác. Mình có khủng bố người khác không? Chuyện chưa gì hết là mình dọa hù người ta rồi. Chẳng hạn như nói, trời ơi, tại sao chị làm vậy, tội chết nghe không? Người ta đi vô chùa mà tôi chưa gì hết tôi nghe tội chết rồi đó. Đó là một hình thức khủng bố người khác. Không khủng bố người khác, không chống trái người khác. Cái gì mà người ta làm mình không có ủng hộ, tại vì mình không thấy đúng. Đó là ở cái phương diện thấy của mình. Nhưng đừng cho cái thấy mình là cái thấy đúng. Có thể nó đúng với ai? Đúng với ai? Đúng với chính mình thôi. Và nếu chúng ta xác định cái điều đó chúng ta chống, là có thể chúng ta bị hớ và mang lỗi. Vì người xưa cũng có câu, thánh trí cao thâm, phàm tâm nan trắc. Cái trí của bậc thánh thâm sâu lắm, cái tâm phàm của chúng ta không thể trắc nghiệm, không thể dò xét được cái chỗ đó. Và quý vị biết có những người, người ta lập chí lớn, ta làm việc nó khác với mình nghĩ lắm. Cho nên thôi, cái gì mình không đồng tình, không ủng hộ thì giữ im lặng để họ làm. Còn họ làm đúng làm sai thì tự họ sẽ có cái nhân quả trả lời. Còn chúng ta chống như vậy đó, chúng ta có cái lỗi là chúng ta không biết hộ trì khẩu nghiệp của mình, ý nghiệp của mình, thân nghiệp của mình. Vì người khác mà tạo nghiệp không nên. Thì mình tự mình phải quán chiếu cái đó. Cho nên không khủng bố người và không chống trái người. Không chống trái người, không hại người khác. À, không biết gần đây quý vị có đọc cái bài báo, cái sự việc xảy ra ở bên Úc này, là cái vụ cái hãng Strawberry đó. Quý vị có biết cái việc đó gì? Ngày hôm qua trên đường bay qua đây á, lý ra là Pháp Hòa sẽ bay qua đây bằng hãng Virgin. Nhưng khi trên đường ra phi trường thì cái em Phật tử bút vé đó mới báo cho đoàn biết đó, là cái hãng Virgin đã cancel chuyến bay của thầy qua Tây Úc và thầy phải bay ngược về Melbourne. Rồi khuya lắm mới có chuyến bay bay qua đây. Mà nếu theo cái tiến trình đó thì ngày hôm qua không có gặp quý vị. Thì trên đường đi thì có một đạo hữu trên xe tại Sydney
nhanh ý, lập tức mở phone online và tìm vé máy bay qua một hãng khác. Thì cuối cùng mua vé gấp qua cái hãng Qantas. Giờ vậy cho nên ngày hôm qua đến đây đúng giờ. Thì trong khi mà chờ đợi chuyến bay của Qantas á, thì báo chí để dần dần đó, thì thầy trò mới mở coi thì mới đọc được cái tin tức là đã bắt được một người Việt Nam, một cô người Việt Nam có dính dáng trong cái việc nhét kim ở trong cái trái dâu đó, trái strawberry đó. Cho nên ngày hôm qua đem mà dâu lên đãi Pháp Hòa không dám ăn. Nói thiệt à, Pháp Hòa giỡn thôi. Pháp Hòa mới chọc mấy chú và nói trời ơi, đãi này mà không cắt, không lấy dao cắt ra ớn quá. Nhưng mà quý vị biết là tại sao? Vì cái cô đó có thể là cổ có hận với cái người chủ của cái hãng dâu. Nhưng mà khi mà cô làm vậy, cô đâu làm trong cái hãng đó đâu, cô đi ra cái chợ cô làm. Thì khi mà cái chuyện đó phát giác ra đó, thì người ta ngưng không cho bán kim. Thì những người mà cùng một cái ý tưởng đó đó, ta mua kim ở cái xứ khác đem vô. Nhưng mà bây giờ mình nói cái tác hại nè, là không phải chủ của những người trồng dâu phải đem đổ thùng rác, mà ngay cả những tiệm, những cái shopping, những cái chợ mà nhập trái dâu về mà bán cũng phải đổ luôn. Cho nên người chủ cái dựa trồng trái dâu và những chợ mua sỉ về bán lại đó, tất cả dâu đem đổ hết. Thì quý vị thấy thật sự cái đó là một cái, khi mà con người mà người ta tức giận, hận thù ai đó làm cái gì tác hại tới mình, thì mình phải nghĩ ra cái cách nào đó mình gọi là rửa, gọi là trả thù, rửa hận. Nhưng mà cuộc đời mình nghĩ là mình trả xong mối thù này, hận mình sẽ được rửa. Nhưng mà nó rửa có chừng 3-4 ngày ở ngoài thôi. Sau đó cảnh sát bắt được rồi là vô trong kia mình gỡ lịch. Thì trong khi mình ngồi trong tù á, người ta ví dụ ta phán mình 3 năm, 4 năm, 5 tù ví dụ vậy đi, thì mình ngồi trong đó mình suy nghĩ, tại cái người đó mà tôi ở đây thì thù này nó làm sao chồng lên tiếp. Cho nên cái chữ mà rửa, trả thù rửa hận Không có work. Vì sao? Vì cái chánh niệm mình không đủ, cái nhận thức tuệ giác mình không đủ để mình có thể tạo ra những cái khó khăn cho chính mình và cho người. Cho nên để hộ trì cho mình và cho người thì phải lập cái tâm là không muốn hại người khác. Thật sự ở trong cuộc sống này mà chúng ta muốn hại nhau, thế nào nó cũng có kẻ hở để mình bắt biết. Thật sự nếu mà mình cố tâm mình hại ai đó, thì những người mà mình quen, mà mình khi mình ghét họ rồi, họ có chỗ hở để mình có thể mình muốn hại họ. Nhưng mà không nên. Tại vì thí dụ họ làm đúng, nó không phải là cái việc của mình, mình chỉ là cái người biết thôi, nó không có dính dáng gì mình. Thì trước sau gì cái việc đó họ cũng có những cái người họ tìm ra, luật pháp cũng sẽ có cách để mà bắt họ. Mà ở đây mình nói trong cuộc sống bình thường, cho nên chúng ta phải quán chiếu cái đó kỹ. Mà khi mà mình hại được một người thì ngay lúc đó mình đã hại mình rồi. Cuộc đời mình nó sẽ ảnh hưởng lớn. Cho nên có nhiều người ta biết vậy, ta giết người xong ta tự giận luôn ta. Nhưng mà mình tự giận mình đó là để mình khỏi bị ở tù, nhưng mà thật sự mình đã kết liễu cuộc đời mình rồi. Và mình đã phủ biết bao nhiêu tình thương của cha mẹ, của người thân mình. Cho cái đó không nên. Không hại người khác, có tâm thương xót người. Thật sự ra nhiều khi á, mình thấy cái người đó mình không ưa trong lúc bình thường, nhưng mà mình thấy họ đau khổ mình chịu không nổi, rồi thôi, bao nhiêu cái tha thứ mình cũng có thể tha thứ được. Thì nói tóm lại, qua cái đoạn kinh này,
mình có thể nói ba điều, hay là dựa theo những điều đó Đức Phật nói. Bây giờ mình đặt một cái vấn đề là chúng ta muốn hộ trì cho mình và hộ trì cho người, thì Phật cho chúng ta những công thức thế nào là hộ trì cho mình và hộ trì cho người. Thí dụ bây giờ mình tha thứ cho một người nào đó, thì ngay giây phút mình tha thứ họ là mình tha thứ ai nữa? Tha thứ mình nữa. Tại vì mình đã mang người đó ra khỏi cái trái tim nặng nề của mình. Cho nên mình tha thứ cho người khác là ngay lúc đó mình đã tha thứ cho mình. Tại vì mình đã không còn cái người đó trong tim mình nữa. Cái người đó đó mình thường nằm chiêm bao mình thấy. Mình thấy mình rượt mình đánh họ, mà đánh lần nào cũng hụt hết. Có nhiều khi mình hụt đánh xong rồi mình tức muốn chết, giật mình thức dậy mồ hôi một cái đổ ra mà không gặp được. Nhưng mà tự nhiên cái ngày đó cái người đó tới xin lỗi mình, sám hối với mình, thí dụ vậy, tự nhiên mình không còn người đó trong đầu nữa. Nó lạ vậy. Cho nên khi mình làm một cái việc cho ai là ngay giây phút đó mình làm cho mình rồi. Phong và ví dụ, khi mà mình nấu ăn cho một người nào đó, mặc dù trên hình thức là mình nói mình nấu cho người đó, nhưng mà ai là người ăn trước nè? Mình. Mặc dù mình không múc cả chén mình ăn, nhưng mà nãy giờ mình vô ra cũng no rồi. Đó là cái thưởng thức đó. Đó. Rồi bây giờ ví dụ như mình vừa khởi ký là để lát tôi gặp cái người đó tôi chửi câu đó. Nhưng mà khi nghĩ như vậy thì cái câu chửi đó nó nằm ở đâu trước? Trong mình trước. Cho nên ví dụ mình cầm một cái cục, mình cầm một cái cục đất mình liện người ta, chưa tới mặt người ta, nhưng mà ai là người dơ trước? Mình. Cho nên người xưa ta dùng cái từ là hàm huyết phúng nhân tiên ô tự khẩu. Nói theo tiếng Việt là ngậm máu phun người trước dơ miệng mình. Rồi bây giờ mình không, mình nói đó nghe nó dơ quá, mình nói cầm cục đất liền người khác, phải không? Thật ra người ta, nếu mình cầm cái đuốc mà mình đốt trời, trời mình chưa đốt nhưng mà những cái tro đó nó rơi xuống cái tay mình trước. Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì. Lấy cái cây đốt trời, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, nó rớt xuống nó cháy da mình trước, tự cái da của mình bị cháy trước. Đó là lời của Huyền Giác Thiền Sư trong Chứng Đạo Ca. Cho nên á, mình không hại. Cho nên Đức Phật có nói người trí không nói ba điều. Người trí không nói ba điều. Một là không nói những điều vô ích, không nói những điều mà có tác hại đến người khác. Thì nói cái chuyện này Pháp Hòa nhớ có một câu chuyện ở trong Xuân Thu. Thời Xuân Thu có một vị là Mặc Tử. Thì ngài Mặc Tử mới có một người học trò. Bữa nọ mới hỏi ngài Mặc Tử: dạ thưa thầy, nói nhiều là tốt hay là ít nói là tốt? Mặc Tử không có trả lời liền, mà Mặc Tử trầm tư một hồi thì ông mới nói. Ông mới nói giả dụ như một con ếch xanh ở dưới nước, nó cứ kêu cả ngày, nó kêu riết mà cái lưỡi nó khô, cái họng nó khô, mà rồi người ta nghe riết người ta cũng chán, cho tẳng thèm để ý tới nó nữa, mà thậm chí ta còn ghét nó nữa, sùm. Nhưng mà ngược lại cái con gà trống á, ngày nó chỉ gáy chừng vài tiếng thôi, mà nó gáy đúng giờ, thành thử người ta còn cảm ơn nó nữa, tại vì nhờ tiếng gáy của nó mà người ta thức đúng giờ. Thì ngài Mặc Tử mới nói ngẫm cái chuyện này thì mình cũng học được bài học. Có nhiều khi mình rỉ rả nói cả ngày mà ta nghe phát mệt, và thậm chí ta chẳng quan tâm lời nói của mình, chi bằng mình đừng có học kiểu con ếch xanh đó. Mình hãy học kiểu như con gà trống, nói đúng lúc, đúng việc, đúng thời, đúng người. Nhiều khi người ta còn cảm ơn lời nói đó, và nhiều khi người ta trân trọng cái lời nói đó. Đó là lời dạy của Mặc Tử. Và Đức Phật cũng nói người trí không nói ba điều. Một là không nói những cái điều mà không có giá trị, không nên nói. Cho nên phu nhân bất ngôn, ngôn tất hữu trung.
người không nói thì thôi. Thì nói ra thì cái lời nói đó phải phải có cái đạo lý trong đó. Không nói thì thôi, mà nói thì phải có cái gì, còn không thì đừng nói. Cái thứ hai là không nói những lời phô trương khoe khoang. Người trí cũng nên nói. Thường thường mình thích khoe. Có nhiều khi không ai để ý tới, mình cũng kiếm cách mình khoe. Có một cái anh đó, ảnh mang một đôi giày mới cả ngày, ảnh đi tới lui mà sao không ai khen hết. Thì trong lúc đó có một cái người đó đi tới, lỡ chân dấp té rồi ngã vô người ảnh. Ồ, ảnh mừng quá trời luôn. Anh nói trời ơi, mày đi mày không coi chừng tao đá mày nghe mày. Lúc đó mới đưa cái đôi giày mới anh lên. Trời ơi, gặp lúc đó cái ông này mới đeo sợi dây nịt, cũng muốn sẵn khoe sợi dây nịt của mình, mà không lẽ mình tự kéo cái quần lên chỉ dây nịt kỳ quá phải không. Gặp lúc này đúng lúc, ê ê, đá đâu đá, đừng đá trúng dây nịt tôi nghe. Cái là ông mới chìa cái dây nịt ra. Rồi hai người, người được khoe giày, người được khoe dây nịt. Gặp lúc đó một người kia đi tới nữa, cũng được cơ hội để khoe. Khoe cái hộp xoàn. Ê ê, cho tôi xin can. Ba người có cơ hội khoe hết trơn. Thiên bất ngôn tự cao, địa bất ngôn tự hậu. Trời không có khoe mình cao, đất không có khoe mình dày. Đất có bao giờ khoe đất dày? Nhưng mà tự mọi người đều biết đất rộng và dày. Trời không tự khoe mình cao, nhưng mọi người đều biết trời cao. Cho nên cái người mà người ta có cái tài, thường thường người ta ít có khoe. Thí dụ như thường thường các vị mà người ta giỏi, người ta ẩn sĩ, hoặc là thậm chí biết tìm tới, thì người ta còn giúp. Quý vị thấy Khổng Minh Lưu Bị mà phải 3 lần đến để mời Khổng Minh mới ra mặt. Cho nên người trí không tự khoe mình. Điều thứ ba Đức Phật dạy, người trí không vạch trần lỗi của người khác. Tại vì trên đời ai cũng có những cái lỗi lầm, giỏi cỡ nào cũng có sơ sót, nói hay cỡ nào cũng có đôi lúc quá lời. Tại vì nhiều khi mình nói sao, lúc mà mình cao hứng, có thể lời nói của mình nó không được tự chủ. Trong khi mình hành xử, có thể đôi lúc chúng ta phạm nhầm cái lỗi là chúng ta hành xử hơi quá. Cho nên cái người trí thì nhận thấy cái lỗi đó là do sơ ý. Mình đừng cố tình mình đừng cố tình mình làm gì. Mình lấy cái điểm đó là cái chính để mình phô trương cái đó. Vì mình biết cái đó không phải là bản chất của họ. Chẳng qua hôm nay là họ sơ tình vô ý, gọi là sơ ý thôi. Mà mình lấy cái đó làm cái điểm chính để mình chà đạp họ, mình nói họ cái điều đó. Cái đó mình cũng không nên. Pháp Hòa nhớ trong sách xưa có câu như thế này: bất trách nhân tiểu quá, tức là không có trách nói sai lầm nhỏ nhặt của người. Bất phát nhân âm tư, không vạch trần cái lỗi của người. Bất niệm nhân cựu ác, không nhớ đến cái điều xấu của người. Ba điều đó nha: không trách, không vạch trần, không nhớ. Nếu người đủ ba cái đó gọi là thử tam giả, tức là nếu có đủ ba cái đó, dĩ dưỡng đức, diệt khả viễn lại. Dĩ dưỡng đức là gì? Có khả năng, nếu mình sống được ba điều đó, đó là ba cái điều tốt để dưỡng cái đức của mình.
Thì cho nhiều khi một cái việc nó rất nhỏ nhưng mình thêm thắt vô, mình thêm mắm, mà Việt Nam mình gọi là thêm mắm dặm muối, mặn lắm. Như có một cái chuyện này với quý vị Pháp Hòa, ví dụ như là nhất sao là thất bổn, chứ ngày xưa mình hay nói là sao, tam sao thất bổn. Tam sao tức là ba lần sao chép lại thì nó đã mất đi cái bản gốc rồi, còn đằng này mình mới có nhất sao là đã thất bổn rồi. Cho nên ở Việt Nam mà đi chợ về ngay tới đầu đường xe cán chết một con vịt, cái mình đi vô tới giữa xóm cái nó thành 10 con, lát tới cuối xóm đồn ra nguyên bầy vịt chết, tại vì nhất sao thất bổn. Chờ qua cái bài kinh mà Đức Phật nói ngày hôm nay, thì xin thưa đại chúng là khi chúng ta nói sự hộ trì đó, thì chúng ta sẽ quán chiếu sâu hơn dựa theo lời Phật là xưa nay mình nghĩ là mình hộ trì người đó, người đó, người đó, nhưng mà thật sự ra với cái nhìn sâu, ngay khi chúng ta bắt đầu làm việc đó, chúng ta đã tự hộ trì cho mình. Ví dụ mình đấy, tôi xin phát tâm hộ niệm cho anh mau khỏe mạnh. Mình lại mình tụng thời kinh cầu an. Nhưng mà tụng xong người kia không biết an chưa, chưa biết. Nhưng mà ngay cái người tụng xong tiếng đồng hồ là sao? An. Vì họ đã dùng cái tâm khẩu thân của họ để trì thời kinh đó, người đó an. Cho nên cầu an cho người chính là cầu an cho mình. Sám hối vì người nhưng mà thật sự là sám hối cho mình, tại tự thân mình sám hối. Và khi nghiệp chướng của mình tiêu trừ thì tự thân tâm mình thanh tịnh, mình đủ công đức sám hối cho người. Mình nấu ăn cho ai chưa biết người ta hưởng gì, nhưng mà mình là người hưởng trước đó. Hưởng từ cái hương cho đến hưởng tới cái vị. Hay là Pháp Hòa ví dụ như giờ Pháp Hòa nói Pháp Hòa phải nghiên cứu kinh sách rồi cái gì kia để chia sẻ với đại chúng đó đây, nhưng mà đại chúng chưa nghe Pháp Hòa nói gì hết, mà người hưởng trước là ai? Là Pháp Hòa. Thí dụ bây giờ mỗi tối Pháp Hòa đọc một bài kinh đi, họ chưa nói gì với đại chúng chưa nghe, nhưng Pháp Hòa là người hưởng trước rồi đó. Hưởng, nhận hưởng được cái nguồn an lạc từ lời Phật dạy rồi. Chứ ngay khi mình hộ trì cho người là mình hộ trì cho mình. Mà mình hộ trì cho mình được vững chắc rồi thì mình hộ trì cho người dễ dàng hơn. Có một anh, có nhiều người con chở mẹ đi đi năm qua, năm cách đây 2 năm, có một anh Phật tử đưa mẹ già đi qua Canada chỗ Pháp Hòa để dự khóa tu. Thì anh nghĩ trong đầu đơn giản là sẽ drop mẹ xuống chùa, sau đó anh sẽ đi ra ngoài anh kiếm chỗ anh ở anh thoải mái, hoặc là anh tối anh về chùa anh ở, sáng anh dông anh đi chơi. Không ngờ tới đó người ta đưa thẳng vô tu viện Tây Thiên cách thành phố 45 phút. Vô đó là không xe cộ, không có convenience store, không có cái gì hết. Ở trong đó mà muốn đi ra ngoài là phải có xe. Cho nên khi mà anh vô trong đó rồi, cái đâu kẹt quá đi đâu, mà anh thấy ai cũng bận rộn đâu dám nhờ. Quý vị, cuối cùng anh làm công quả suốt 10 ngày luôn. Cho nên hộ trì cho mẹ, nhưng mà rốt cuộc mẹ hộ trì cho anh. Tại vì anh ở trong đó, anh thấy được cái sự bận rộn của đại chúng. Anh không nỡ nhờ vả làm phiền, mà thậm chí anh còn làm ngược lại là anh hộ trì cho đại chúng bằng cái năng lượng khả năng của anh trong 10 ngày đó. Cho nên thưa đại chúng, sự tu tập của mình là một hộ trì rất lớn. Sự đi chùa của đại chúng, sự hộ trì tam bảo, sự ủng hộ mọi cái chương trình Phật sự của đại chúng là hộ trì cho tất cả những người khác. Chỗ nào có chánh pháp thì chỗ đó chúng ta hộ trì. Tại vì nó hộ trì là hộ trì gì? Hộ trì chánh pháp. Và bên cạnh đó chúng ta hộ trì chánh pháp, trong đó có người thân của chúng ta, vì chúng ta muốn biết rằng người đó như thế nào chúng ta hộ trì. Nhiều người đó bệnh mình hộ trì, mà hộ trì cho người bệnh cũng là hộ trì chánh pháp. Tại vì sao? Tại vì trong 8 công đức của Bồ Tát thì trong đó có một công đức là giúp đỡ người bệnh.
Hay là quý vị biết là một vị thầy đó bệnh, quý vị cho thuốc giúp đỡ cho thầy đó hết bệnh, để thầy đó tiếp tục công việc Phật sự lo cho nhiều người. Thì khi mình hộ trì cho một người cũng là hộ trì cho nhiều người. Mình nuôi một ông, một cái đứa nhỏ cho nó ăn học nên người, mình thấy như mình nuôi nó, mà thật sự mình nuôi cả gia đình đó. Tại vì nếu mà nó nghèo hoài mình phải lo mãi. Bây giờ mình ráng lo cho nó học hành nó tốt, nó có công ăn việc làm tốt, nó tự nó lo cho cả gia đình nó. Cho nên mình lo cho một người là lo cho cả gia đình nó. Vì vậy mà người Việt Nam mình qua đây đôi lúc bảo lãnh một người cháu qua, để cho cháu nó lo cho cả gia đình nó. Chứ giờ mình làm chị, mình lo cho má, cho ba, cho em út của nó, lo hoài lo không hết. Thôi giờ bảo lãnh nó qua để nó lo, nó đi làm cho gia đình nó, hoặc là mình giúp đỡ cho nó để nó có công ăn việc làm, nó lo cho cả gia đình nó. Chứ mình giúp cho một vị xuất gia. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật nói có bốn điều không thể coi thường. Một là không thể coi thường một thái tử. Vì ông thái tử đó lớn lên ông sẽ là một ông vua, một minh quân trị vì cả nước. Cho nên không thể coi thường một thái tử khi còn nhỏ. Điều thứ hai, không thể coi thường một thầy tu nhỏ. Tại vì thầy đó nếu mà được nuôi dưỡng hộ trì tốt đẹp, thầy đó có thể trở thành một vị độ đời giúp người. Điều thứ ba, không thể xem thường một đốm lửa nhỏ. Tại vì đốm lửa đó có thể cháy nhà, cháy rừng, thiêu chết người. Điều thứ tư, không thể coi thường một con rắn nhỏ. Tại vì con rắn có thể cắn, mổ người và trúng độc mà chết. Thôi thì hôm nay buổi tối này Pháp Hòa về thăm đại chúng tại chùa Đạo Phổ Quang, thì Pháp Hòa xin có một bài kinh ngắn với đại chúng là hộ trì cho nhau. Và khi chúng ta thấy được rằng á, sự hộ trì cho người, nhưng mà trước hết là chính mình hộ trì mình. Và khi mình hộ trì cho mình được rồi thì mình hộ trì cho người khác được. Hay nói thiết thực hơn, mình muốn làm hộ pháp thì trước hết pháp hộ mình. Tại vì mình trong người mình phải có Phật pháp, mình mới có thể hộ được Phật pháp. Còn không thì không thể hộ được. Như mình muốn giúp cho người ta ăn chay, trước hết mình phải biết nấu chay và mình có thể ăn chay, mình mới giúp được. Một người đệ tử mà sống với người thầy từ nhỏ tới lớn á, là ít nhiều gì người đệ tử đó sẽ giống người thầy đó, từ cái cách đi, cách hành xử, thậm chí tới lời tụng kinh, cách tiếp xử. Tại vì mình gần đâu thì mình nhiễm cái đó. Mình gần mực thì mình đen, mà gần đèn thì sáng. Nếu như á, mà ở đây là một cái môi trường xấu thì mình cũng hít thở những cái xấu đó. Cho nên cái môi trường rất quan trọng. Cho nên cha mẹ là những người tạo ra môi trường. Quý vị cũng đem con mình tới đây là cũng muốn tạo cho con mình một môi trường. Nhưng mà cái môi trường này nó chỉ vài ngày thôi. Làm sao mình tạo một cái môi trường mà ngay trong gia đình của mình là một môi trường lâu ngày. Nó hít thở cái đó. Mình trong nhà mình nó có một thùng rác, và trong lòng mình cũng có thùng rác. Cho nên nếu mà mình biết chuyển hóa cái rác trong người mình thì rác này nó thành phân bón, sức mạnh, kiên trì để nuôi dưỡng. Cho nên Phật dạy mình á, cha mẹ hãy là tấm gương tốt cho con. Cái cách mình hành xử, cách mình nói chuyện mỗi ngày. Có một hôm á, có một người mẹ dẫn một đứa con tới đây. Và có nhờ Pháp Hòa nói chuyện với đứa con đó. Nhưng mà quý vị biết á, là khi Pháp Hòa dẫn đứa nhỏ ra nói chuyện á, thì bà mẹ vẫn rình rập. Coi ông thầy có nói thiệt không? Có đem nó ra thiệt không? Và coi giữa ông thầy với nó nói cái gì? Pháp Hòa liếc qua, Pháp Hòa thấy rồi. Xong một lát sau Pháp Hòa mới nói chuyện với cô. Chính cô như vậy cho nên đứa con cô nó sẽ không có, nó sẽ có những thái độ với cô. Nó cảm thấy là mỗi bước đi của nó cô cũng rình rập.
Nó đâu có hiểu được cái đó là lòng của mẹ đâu, mà nó nghĩ rằng sao? Nó không có tự do. Nó bị over, nó over take care, nó over care. Chứ nó đâu có nghĩ là cái đó là thương. Và nó nghĩ rằng nó ngọt ngạt quá, đến nỗi bây giờ nó nói chuyện cũng không có được tự do. Cho nên nhiều khi mình thương con rồi mình không thấy đứa con đó, mình cũng nhìn lại cái cách của mình. Mình nhìn lại cái cách của mình, coi coi như thế nào. Quý vị biết là mình có hai từ nuôi dưỡng. Nhưng mà khi nuôi thì dễ mà dưỡng thì khó. Ví dụ như mình mua một cái cây về, mỗi cứ 2-3 ngày mình cho nó gáo nước, cái đó gọi là nuôi. Nhưng mà mình không có biết cái cây này nó thuộc loại cây ít nước hay nhiều nước, nó thích nắng nhiều hay nó không thích nắng nhiều. Mình phải biết cái đó để mình dưỡng nó, chứ không phải mình dục cho nó nước cái là mình bắt nó sống được. Thành thử ra trong cuộc sống này, tiếng Việt Nam gọi là nuôi dưỡng. Nuôi thì dễ mà dưỡng thì khó, phải không? Mà bên cạnh nuôi dưỡng là phải chi nữa? Phải có giáo dục. Cho nên ân đức của cha mẹ có 9, đội ơn 9 chữ cù lao. Trong đó có sanh cúc dục dưỡng gì đó. Cho nên mình lo ăn không có khổ, lo mặc không có khổ, mà dạy là khổ nhất. Mà nhiều khi á, ngày hôm qua Pháp Hòa nói với một vị, Pháp Hòa nói á, ai cũng cầm cái vòi nước để tưới bông, tưới cây mình trồng cả. Nhưng mình đừng có quên rằng trong cuộc sống này, cùng một lúc cỏ hoa nó mọc thì cỏ dại nó cũng mọc theo. Và cỏ dại nó còn, cái rễ nó còn thâm căn, nó còn khó nhổ hơn nữa. Thì trong cuộc sống này cũng vậy, mình cũng trồng hoa, trồng kiển vậy đó, nhưng mà mình đừng quên rằng cỏ dại lúc nào cũng có mặt trong cái sân vườn của mình. Và không có một cuộc sống nào, dù vợ chồng con cái, mà chỉ có hoa có kiển mà không có những cái cây cỏ dại nó mọc, phiền não nó sanh. Cho nên đại chúng, Pháp Hòa rất là trân quý sự có mặt của quý vị, là vì quý vị tu chung với con. Cho nên quý vị hãy để cho con của mình thả nó vô đây, rồi cho nó một không gian đi. Lâu lâu mình gặp nó, mình chỉ hỏi thăm, chứ đừng có đi kiếm nó mỗi giờ mỗi phút. Trời ơi, đi vô đây rồi mà cũng kiếm nữa. Cho nên quý vị tham gia cái pháp đàm của các em là không có cho nó cơ hội nó nói. Đừng có tham dự cái lễ lớp đó. Ở đây là chia ra pháp đàm theo tuổi. Có một lớp pháp đàm dành cho các em từ 18 tuổi trở lên. Rồi cha mẹ nghe vậy cái sách vở đi theo, vô dành nói hết. Tại sao mình phải cho nó pháp đàm với nhau? Là để nó nói ra hết những cái nỗi niềm của nó, những cái khó khăn của nó. Mà mình có mặt ở đó làm sao nó nói? Cho nên mấy thầy báo cáo cho bà biết là pháp đàm của các em lớn, cha mẹ có đi theo. Pháp Hòa mới nói tiêu rồi. Nó không có cơ hội nó nói. Quý vị biết không, những cái pháp đàm là nó khóc dữ lắm. Những khóa tu trước là nó khóc ghê gớm lắm. Có những em nó bị những cái khổ đau mà nó chưa bao giờ nó nói cho cha mẹ nó biết. Những cái khổ đau đó hồi nhỏ nó bị, do chú, do dì, do người thân nó làm ra, tổn thương đến nó. Mà nó biết rằng văn hóa người Việt nói ra là gọi là bất hiếu vân vân, nó không nói được. Và nó nói được trong khóa tu. Cho nên quý vị đã cho nó đến đây rồi. Ở đây không có nghĩa là mình cho nó tự do, nhưng hãy để cho nó một không gian để nó cùng hòa nhập với bạn bè nó.
Và nhất là những buổi pháp đàm hãy để cho nó nói. Mình có mặt nó khó nói lắm. Bằng chứng mình đang nói lén ai đó, thấy người ta đi tới nín à. Cho nên điều thứ nhất là đại chúng hãy cùng tu với con. Mình là một tấm gương tốt cho con, nhưng mà bên cạnh đó mình cho nó một không gian. Quý vị hy sinh, nhưng mà nhiều đây đó, giờ đây là quý vị hy sinh hết rồi đó. Quý vị hy sinh thời gian, công ăn, việc làm đủ thứ hết, gác lại hết để đem con mình về đây. Nhưng cái đó chưa đủ. Hằng ngày mình cũng phải chịu khó hy sinh một số những cái niềm vui riêng của mình. Ví dụ nha, mình đi làm rất có tiền, cho nên mình sẵn sàng đi làm nhiều hơn thời gian có mặt cho con. Nhưng mà thưa đại chúng là khi mình có con, cái tuổi của nó sẽ ở với mình maximum là 18 tuổi. Đây là Pháp Hòa nói nhiều đó nha. Có những em 15, 16 tuổi là gần như là nó tách biệt với mình rồi. Lúc đó quý vị cũng muốn gần con mình cũng không được. Như vậy thì tại sao trong khi mà mình đi làm rất có tiền, nhưng tiền nhiều thì mình thiếu tình, thiếu tình cảm với con. Và khi mình lúc đó mình ân hận, mình hối hận, giờ tiền nhiều quá mà mình không nói chuyện được với con, không thể ngồi ăn được với con. Bây giờ mình nói nó một tiếng là nó trả lời 10 tiếng. Thậm chí nó hấy quýt mình, nó đóng cửa rầm rầm, nó làm đủ thứ kiểu hết, dù mình chỉ nói nó mới có một câu. Và nhiều khi mình muốn rất muốn hiền với nó dữ lắm, hạ giọng với nó dữ lắm, mà nó vẫn cao giọng với mình. Cho nên đây là một ví dụ, mình hy sinh một chút, bớt đi làm để có thời gian với con khi nó ở dưới cái tuổi 18. Hay là nói cách khác là nó chừng 15 tuổi đổ xuống, nó rất cần mình. Nó rất cần mình, cho mình phải có mặt cho con cái trong những cái giây phút đó. Rồi nhiều khi đó là mới, mà may mắn là vị đó là cha mẹ đó đi làm thôi. Chứ nếu mà cha mẹ đó mà ham vui một chút nữa, chẳng hạn như đi cà phê, đi shopping, cuối tuần là bạc ti bạc tiết mà bất kể con, và thậm chí nó ôi kệ nó lớn rồi, tự cho nó thôi. Nhưng mà quý vị biết không, nó đâu có nói ra được, nhưng mà nó rất cần mình. Nó rất cần mình, cho nên thời gian mà mình có được dành cho nó. Cho nên hy sinh á, không phải là tôi hy sinh 5 tuần lễ vô chùa với nó. Mình phải hy sinh ở ngay trong đời sống hàng ngày của mình. Có đôi lúc mình hy sinh mình nhịn nó nữa đó. Nhịn gì? Nhịn để cho nó đừng có quá đáng với mình, rồi mình thêm cục tức. Nói nó không nghe là một việc rồi, nó cãi lại cái mình ôm hai cục tức. Cho nên mình biết, có nhiều lúc mình biết buông bỏ đúng lúc. Ví dụ như mình bỏ những cái thú vui bình thường của mình, hay là thậm chí có nhiều người nghiện rượu vì con mà bỏ rượu, có nhiều người nghiện thuốc vì con mà bỏ thuốc, có nhiều vị ăn chay trường nhưng bây giờ con mình nó muốn ăn với mình, hy sinh ăn mặn với nó, không có tội lỗi gì đâu. Các vị đang là như một hạnh Bồ Tát lăn xả vào địa ngục. Tu không phải chỉ có chuyện ăn chay không. Cái tu của mình, cái thành Phật của mình là làm sao chuyển hóa được cái tham, cái sân, cái si, chứ không phải cái ăn. Ăn là một phần nhỏ để trợ duyên thôi. Thật ra mình nói không, tôi ăn chay trường, tôi tu, tôi tu để tôi hồi hướng cho con tôi. Nhưng mà cái đó là mới mình thực hiện cái lý thuyết tu thôi, còn thực hành chuyện tu nữa chứ.
chúng sanh đâu phải chỉ cần mình hồi hướng không. Tới bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, quý vị tới chùa, quý vị gặp mọi người, ngoài chuyện ăn ngon ra, mình còn muốn mọi người sao tiếp đãi mình nhẹ nhàng, vui vẻ, phải không? Ví dụ như thầy trụ trì mà chở mình ăn ngon, nhưng mà gặp thầy, thầy không có chào hỏi, thầy không có vui vẻ gì với mình hết trơn á, thì sao mình thích được? Thì cũng như thế, không phải cái chuyện ăn. Chứ bây giờ mình ăn chay trường và mình, mà con mình nó rất cần mình, thì mình trở về mình ăn với con mình. Nó chừng mười mấy hai mươi tuổi thôi, đâu còn ăn với mình nữa đâu. Lúc đó mình muốn ăn gì mình ăn, nhưng bây giờ nó đang cần ăn một bữa cơm với mình. Lẽ ra hôm nay mình học giáo lý phải không, nhưng mà mấy này đây là khóa tu cho trẻ em, và quý vị là những phụ huynh có mặt. Đây là Pháp Hòa mượn lời Phật dạy chia sẻ với đại chúng. Và Phật dạy rằng cha mẹ phải là một tấm gương tốt cho con, phải biết hy sinh cho con, phải biết cho con những cái không gian của riêng nó. Nhưng cái chữ không gian này cũng nghĩa là cho nó tự do, nhưng mà mình tạo một cái môi trường, một cái không gian tốt. Và có những lúc mình để cho nó tự. Quý vị thấy ở đây người Mỹ họ sanh con, họ nuôi con, họ không có đút con ăn, không có mớm con ăn như kiểu của mình. Việt Nam mình đưa cái muỗng cơm vô miệng mình á, rồi mâm 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 hết chất dinh dưỡng rồi bắt đầu mới đưa cho nó. Nhìn rất là dễ thương đúng không? Mẹ mớm cơm cho con, nhưng mà như càng mớm mẹ càng khỏe mạnh ra. Tại mình mớm mớm như vậy là thức ăn dinh dưỡng ngon ngon nó vô mình hết rồi. Mà người Mỹ họ nuôi con là họ để cho con tự do, nó ăn, nó lem luốc, nó tùm lum tà la hết, nhưng mà để cho nó tự do. Dĩ nhiên không phải nói vậy là đúng hay là mình sai, nhưng mà đây là một cái ví dụ. Bên nào cũng có cái hay hết. Mình là người học, mình phải biết dung hòa. Cái nào hay mình học, và thậm chí học cả hai rồi mình phối hợp. Có những lúc mình cho nó tự do ăn, và có những lúc mình phải mớm nó ăn. Chứ không phải mình nói vậy cái mặc kệ nó. Quý vị biết cho đến giờ phút này các thầy trong chùa ăn cơm Pháp Hòa vẫn còn dòm ngó mà. Tại vì nhiều khi ham chơi, lười biếng, không ăn, thì mình cũng phải dòm ngó. Và cái câu Pháp Hòa nói, con muốn tự bới hay thầy bới? Giờ mấy câu đó mấy thầy nghe quen lắm. Mấy thầy, mấy em Phật tử nhỏ trong chùa nói giờ vô chùa mà gặp thầy là sẽ có ba câu thầy sẽ hỏi: ăn cơm chưa? Ăn hồi nào? Ăn cái gì? Cho nên có những cái mình hy sinh, mình buông bỏ. Mình buông bỏ để mình giữ được một cái gì đó. Thí dụ như là mình đi làm nhiều, mình những cái thú vui riêng của mình. Ai cũng có ham vui hết, cha mẹ, người lớn, con nít gì cũng ham vui hết, nhưng phải hy sinh thôi. Giống như Pháp Hòa vậy, cũng ham ngủ lắm, nhưng mà biết nguyên bày ở đây ngủ gì. Tới giờ mấy giờ đi ngủ không cần biết, mà sáng ra cũng phải có mặt. Nhiều khi phải canh đồng hồ, sợ các vị báo chuông trễ. Ở đây Pháp Hòa nói không phải là Pháp Hòa không tin tưởng, nhưng mà cái lòng của mình luôn luôn mình sống cho đại chúng, cho khóa tu. Cho nên mặc dù đã giao hết trách nhiệm cho các bạn trẻ, các thầy, nhưng lúc nào Pháp Hòa cũng quan tâm giờ giấc. Tới giờ chiều bận rộn cũng phải chạy ra một chút. Giống như hồi chiều Pháp Hòa thầy, quý vị thấy Hòa xử mấy đứa nhỏ vậy. Tới giờ pháp thoại, tới giờ pháp đàm cũng phải đi coi, đi hỏi pháp đàm hôm nay chia mấy nhóm, và những đề tài hôm nay sẽ bàn thảo là vấn đề gì. Cái đó là cái tâm của người tổ chức, cái tâm của thầy đối với đệ tử, của cha mẹ đối với con mình. Mình quan tâm, mình hỏi thăm. Mình cũng ham ngủ, mình cũng thích thoải mái, nhưng
mình biết mình đã tổ chức, tức là mình giống như quý vị có con vậy đó. Có con rồi giờ nó đòi bú nửa đêm là phải thức dậy lo cho nó. Bây giờ nó đang quậy quọ quá, mình cũng phải sống theo cái đứa con đó chứ không thể nào làm gì khác hơn. Cho nên Pháp Hòa nhìn các vị thương lắm, tại vì mình hiểu được, mình cảm thông được. Thậm chí có những vị đã đi xuất gia rồi nhưng vẫn thương con mình, mặc dù với cái danh nghĩa là đi xuất gia. Con nó lớn thì mình lo theo lớn, con nó nhỏ thì mình lo theo nhỏ. Làm cha mẹ thì không bao giờ mà không thương con. Có những em nó vô á, chưa kịp nói nữa là bắt đầu nó biết mình sẽ sắp nói gì, nó repeat, nó nói một câu là một lèo luôn. Thí dụ Pháp Hòa vừa định nói à, con biết không mẹ con? Dạ con biết rồi, mẹ con có mình con rồi, mẹ con thương con nhất. Tại vì hằng ngày á, nó nói ra vậy là có biết cái câu này là mẹ con hay tụng cho con nghe không? Tức là mình luôn luôn mình nói cho con mình biết, mẹ có một mình con rồi, mẹ thương con nhất, mẹ thương mẹ, mẹ làm cái này cho con, mẹ làm cái kia cho con. Nó nghe riết nó thuộc bài. Cho nên quý vị biết á, là mình tổ chức một khóa tu cho các em á, người lớn cũng có cái cực của người lớn, trẻ em có cái cực của trẻ em. Nhưng mà nói cho cùng, nó vẫn hồn nhiên hơn mình. Nó quậy vậy thôi chứ nó đâu có thấy nó quậy. Còn mình là người lớn rồi, nhiều khi do phiền não mà cố tình quậy. Cho nên đại chúng trân, biết trân quý cái hiện tại. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, nhiều khi mình cũng biết buông bỏ là như thế này. Ví dụ như con của mình, bây giờ nó 15 tuổi, bắt đầu nó khó dạy hơn hồi nó 10 tuổi hay là 14 tuổi. Mới có 1 năm thôi nó thay đổi rồi. Thì mình mới ngạc nhiên vô cùng, mình nói trời năm ngoái nó còn dễ thương lắm, hồi năm nay nó nhiêu? Dạ 15. Hai cái nó khác rồi. Có nhiều người nói cho hồi xưa nó dễ thương lắm, biết dùng chữ hồi xưa. Tức là quý vị thưa đại chúng là mình biết rằng con mình á, mỗi một cái tuổi nó lớn lên á, là nó thay đổi giống y mình thôi à. Mình á, là đổi, mình thay đổi là gì? Mình đổi cái sức khỏe của mình, năm ngoái với năm nay nó khác. Còn con nít á, thì cái sung mãn sức khỏe nó có rồi, nhưng mà đổi tâm tánh. Cho nên mình biết được như vậy, cho nên cái gì nó đang xảy ra mình tiếp nhận như vậy, mà đừng có đem cái quá khứ, trời nhỏ nó dễ thương lắm, mình nói một nó nghe một, rồi cứ đem cái đó ra rồi mình so sánh với cái hiện tại để mình buồn, mình khó chịu. Và có một cái nữa là mình hay so sánh con mình với con người khác, không nên. Đó, con thấy con người ta không đó, nó dễ thương phát mê không, còn nhìn con thấy phát ớn. Đó, rồi tưới, mình cứ tưới nó hoài như vậy là nó cảm nhận rằng trong mắt mình luôn luôn mình lúc đau nó. Cho mình luôn luôn mình làm sao mình biết con mình như thế nào thì mình tự mình sửa nó. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, Pháp Hòa hay ví dụ á, thí dụ mình thấy cái ghế nó méo á, cũng giống như ở trong nhà của mình mà có khách đó, mà lỡ một cái gì mà nó dơ, mà nó chưa được dọn dẹp, là tự mình nhẹ nhàng mình làm sao mọi cách để mình dẹp cái đó đi để cho khách đừng thấy. Có bao giờ mình hành xử kiểu vậy không? Mình sửa con mình cũng giống vậy đó. Mình biết nó như thế nào thì mình tự nhẹ nhàng mình đem cái năng lượng của mình, cái học hỏi của mình để mình chuyển nó, mà không cần phải phô trương, phải la làng. Mình biết nó hư cái nào thì mình nhẹ nhàng mình chỉnh sửa cái đó, và thậm chí trong cái lời nói, trong cách sống của mình. Mình
chăm sóc một đứa con như mình chăm sóc một cái cây vậy đó. Không phải nó chỉ cần nước không, mà đôi lúc cũng phải cần tỉa, cần đưa nó ra nắng, và thậm chí đưa nó vào mát và xoay cái cây để làm sao nó đều đặn. Đây là mình nói về con thôi, chứ còn nói cho cùng á, mình đã sống chung với nhau thì mình đều phải có sự chăm sóc cho nhau hết. Dù đó là chồng mình, là vợ mình, là con mình, là anh chị của mình. Mình có người nào là mình phải biết chăm sóc người đó. Tại vì mình không muốn ở trong một cái vườn của mình, năm cây nó tươi mà con cây nó chết, có một cây nó héo. Trong gia đình mình cũng vậy, bốn người tươi mà một người héo thì mình cũng phải lo chăm sóc cái người héo đó thôi. Và người nào mình cũng chăm sóc giống nhau. Cho nên đó, con cái của mình đó, theo lời Phật dạy đó, đứa con nào mà nó sanh ra mà mình dạy ít, mà nó vẫn khôn lớn, nó tiếp nhận đối bộ, nó có ý thức được, nó sống một cách lành mạnh, đứa con nó đặc biệt lắm. Phật gọi là cái gì sanh? Ưu sanh. Ưu là gì? Là ưu việt, là ưu tú. Mình dạy nó rất ít, và thậm chí mình lo đi làm, mình bỏ bê nó mà nó vẫn giỏi, nó vẫn ý thức, nó sống cuộc sống của nó rất là ngăn nắp, lành mạnh, hiếm lắm. Nếu có được đứa con đó thì đứa con đó là ưu sanh. Đệ tử cũng vậy, mình dạy rất ít nhưng người đệ tử đó vẫn ý thức và học và tu và sống tốt. Đó là ưu sanh ha, con ưu sanh. Còn đứa con nào mình dạy nó như thế nào, nó nghe lời mình theo cái sự chỉ dẫn của mình, đứa con đó là cái gì sanh? Cái gì sanh? Đứa con đó gọi là tùy sanh. Nó sống và nó tốt theo cái cách chỉ dẫn của mình. Đó là tùy sanh. Đứa con thứ ba là mình dạy nó quá trời quá đất luôn, mình hy sinh hết mức luôn, mà cuối cùng nó không ra gì chút nào của mình chỉ hết đó. Cái đó gọi là liệt sanh. Tức là ưu liệt, là thấp nhất. Đó là lời Phật dạy. Con có ba dạng: ưu sanh, tùy sanh và liệt sanh. Nhưng không có buồn, cái đứa mà ưu sanh á thì không có tự hào, mà mình biết rằng đó là cái phước của nó, cũng là cái phước của mình, và mình với nó có một cái duyên lành trong đời trước. Cho nên đời này nó là một cái cây tốt, nó lại được ở trong mảnh đất màu mỡ, cho nên nó xanh tốt và không cần phải sự chăm sóc nhiều. Thấy được như vậy thì mình trân quý cái duyên phước đó giữa mình với nó, mà tưới tẩm nuôi dưỡng thêm. Còn đứa con nào mình dạy nó mà nó tùy thuận theo những cái lời dạy của mình, thì mình biết rằng giữa mình với nó có một cái ân nghĩa. Ngoài cái phước ra còn có cái ân nghĩa, nó không làm khổ mình. Nhưng mà giữa mình với nó có một cái oán, thì mình làm bao nhiêu điều hy sinh cho nó, nhưng nó vẫn chưa bao giờ biết một lời cảm ơn, và thậm chí nó còn mắng xả lên mình nữa, nó còn nói những lời khó nghe nữa, thì mình biết rằng giữa mình với nó có một cái oan trái. Cái này là chỉ cần mình phát tâm tu tập, cái dạng này nó khó lắm. Mình vừa phải sám hối để giải nghiệp, vừa phải tu tập để chuyển hóa tạo phước cho chính mình, và vừa phải có một sức nhẫn kiên trì, một sức nhẫn phải nói là mãnh liệt, mình mới có thể đi qua được. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói chuyện với một em trẻ, năm nay nó khoảng hai mấy tuổi. Nó mới nói với Pháp Hòa là nó feel là nó have no life.
nó lost cái hướng đi của nó mất đi cái hướng đi của nó. Và nó cảm thấy rằng nó bế tắc và nó không có tìm ra được một lối thoát. Và bây giờ có nhiều ngày nó chỉ muốn chết thôi. Thì khi mà nó nói chuyện với Pháp Hòa như vậy đó, thì Pháp Hòa mới đưa cái bàn tay của Pháp Hòa ra, Pháp Hòa nắm nó. Và sẵn ở, bị gì Pháp Hòa với nó ngồi trước bàn vậy nè. Thì sẵn trên bàn Pháp Hòa có mấy cái túi, một cái chai lotion, một cái túi, một cái bịch kẹo. Thì Pháp Hòa mới nói á, con biết không, cuộc đời của mình á, giống như mình đang đi ở trong một cái cơn, một cái dòng nước. Và không có một dòng nước nào mà nó không có những cơn sóng. Mình không thể làm dừng đi được cơn sóng, nhưng mình phải tập đi với cơn sóng. Thì Pháp Hòa mới ví dụ, thí dụ như bây giờ thầy muốn con đi tới cái bảng này, đây qua đó có cái bảng, nhưng ở đây nó có cái bàn nó cản trở. Thì không vì cái sự cản trở cái bàn này mà con không tìm một lối đi khác, con sẽ quẹo cái đường này, con đi vòng qua đây và con đi đến cái bảng đó. Chịu khó đi vòng một chút, nó hơi lâu, nhưng mà ít nhất nó cũng có cái đầu, có cái direction, cái quê để nó đi. Nói xong, Pháp Hòa cầm một cái bịch thứ hai lên. Con thấy cái bịch này không? Nó đang siêu như thế này, nhưng nó vẫn có cái cách để mở cái bịch này. Con thấy cái chai lotion này không? Nó đang siêu, nhưng nó vẫn có cái cách mở nắp của nó. Bất cứ một cái vật nào mà người ta làm ra, mà người ta siêu nó lại, người ta đều có cái cách mở nắp để sử dụng hết. Quý vị thấy cái chai ớt mà vặn vặn phải không? Của ớt con gà mình hay mở cái nắp tương ăn phở đó, cái nắp nhọn nhọn vậy. Có nhiều khi mình rất là hồn nhiên mở nắp ra, dở mà nó xịt hoài không ra. Cuối cùng phát hiện nó còn miếng giấy bạc nằm trong. Mở cái nắp lớn ra, mở xé cái giấy bạc đó ra, đậy cái nắp lại, mở nó mới ra được. Có những cái chai thuốc tẩy mà người ta làm rất kỹ để không trẻ em nó không dính vào được. Mình muốn mở, mình phải bóp cái nắp đó vô, mình dặn nó, nó mới ra được. Con nít bình thường nó không biết. Để bảo vệ trẻ em không để nó bị nguy hiểm, lỡ nó mở cái đó dễ dàng, nó đưa vô miệng nó trúng độc nó vậy. Nhưng nó vẫn có cách mở của nó. Pháp Hòa nói với cái em trai đó như vậy đó. Bất cứ một cái chai lớn, chai nhỏ nào, một cái túi nào, cái ziplock, nó cũng có cách mở của cái ziplock. Con phải ráng. Bất cứ một khó khăn nào, nó cũng sẽ có cách mở đó. Con có ba, có mẹ, con có thầy, con có Tây Thiên. This is your home. Cho nên mấy đứa nhỏ mà nó trở về, Pháp Hòa hay chào nó, welcome home. Mình làm sao mình đi tới, mình làm sao mình mở lòng, mình chào đón nó, đây là cái nhà của nó. Có thể mai này quý vị không còn có mặt, nhưng mà đâu đó trong tâm thẳm của nó, có một lần nào nó đã được đến đây. Nó được đến đây, nó được dạy cái gì đó, nó được nuôi dưỡng cách nào đó, nó được ôm ấp cách nào đó. Đừng có lo. Mình phải có một cái tâm trí hướng thượng. Con của mình nó như vậy, nhưng mình không chùng bước, tại vì mình biết đây là cái mình đã tạo. Bất quá cái hạt giống nó trồng ở trong một mảnh đất khô cằn quá. Bây giờ mình là một người làm farm, mình phải làm sao đây? Y chang như đất ở Tây Thiên. Quý vị biết đất ở Tây Thiên là đất sét, khó trồng cây lắm. Trong suốt 20 năm qua mình đã hy sinh rất nhiều cây không sống nổi. Nhưng mà rồi một ngày nọ mình phát hiện ra,
mình phải đào thật là sâu xuống đất, rồi mình đổ phân vào trong đó, mình trộn lại, mình trồng cây. Và giờ ngày nay quý vị thấy một số cây nó sống nổi là nhờ sau một thời gian trồng trong đất sét. Mấy năm sau nó chết ngắt dở lên, nó không bắn ra được một chút rễ nào hết, chỉ đất là đất sét. Nhưng mà rồi mình cũng phải tìm cách nào đó để mình trồng được cái cây. Thì Pháp Hòa nói như vậy để thưa đại chúng rằng bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng phải cố gắng. Mình là cái người lãnh đạo, lãnh đạn, cái lãnh đạo tinh thần và lãnh đạn tinh thần. Mình đã là cái người leader của con mình rồi, thì bất nếu mình mà sụp đổ thì làm sao nó đứng lên được. Cho nên mình biết rằng những đứa con mình nó trong chiếc thuyền của mình bây giờ nó đang ói mửa, nó đang bị kha xích, nó đang bị đủ kiểu hết, mỗi đứa nó có một cách riêng. Nhưng mà rồi mình phải chuẩn bị hết. Mình dừng xe lại thì nó sẽ dừng theo. Mình tai nạn xe thì con mình nó không được. Cho nên mình phải có cái tâm trí kiên trì hướng thượng, biết kiên trì phục thiện, thân cận với xuất gia. Mấy ngày nay quý vị về đây, quý vị sống bằng cách thân cận với xuất gia. Quý vị giữ pháp đàm học hỏi, đừng có ngại nói hết ra. Mình thất bại cái gì trong dạy con mình, mình thành công cái gì mình chia sẻ cho các huynh đệ biết. Và nhiều khi quý vị chưa được khóc, khóc xong rồi quý vị khỏe hơn. Pháp Hòa đã từng gặp những người mẹ nuôi con một mình, bao nhiêu đứa con khi không có chồng, mà các con bây giờ khôn lớn, đâu phải đơn giản, biết bao nhiêu những cái sóng gió phải vượt, nhưng mà rồi hy sinh hết. Có nhiều người mẹ hy sinh cả tình cảm riêng tư, còn rất trẻ nhưng không bao giờ nghĩ tới chuyện gì nữa hết, chỉ một lòng lo cho con mình. Những ai đó đã lỡ đi thêm một bước nữa rồi cũng phải hướng về con mình, thấy không có bỏ được. Nhưng mà nếu con mình nó biết cái đó, nó sẽ thương mình. Nhưng mà tại vì nó là cái cây chưa thông, chưa cảm, đừng có buồn, trước sau gì nó cũng sẽ cảm thông. Một ngày nào nó bước vào cái địa vị làm mẹ, làm cha, nó sẽ biết thương mình. Và thật sự ra nếu mà đời này, ngay trong đời này mà con nó biết thương mình thì phải phước. Còn chưa được, mình đợi mình chết rồi nó mới tỉnh thì cũng được đi. Ít ra thì nó cũng tỉnh, còn hơn là nó suốt đời nó mê. Quý vị thấy mình cách Phật 2000 năm rồi mình mới tỉnh nè. Cho nên Hòa thưa như vậy á, để đại chúng ráng tu. Chữ tu ở đây Pháp Hòa muốn nói không phải là chỉ một mực lo cái chuyện chung mỏ, mà nhìn lại cái cách hàng ngày mình ứng xử, cái cách mình tạo phước cho chính mình. Thí dụ nha, cái lời nói mình chửi rủa người khác nó cũng mất cái phước của mình. Trong khi đó mình có được một giọng nói hay, và mình có được một cái miệng rất là đẹp, nhưng mình lời nói của mình không hay thì mình mất phước. Mà mình đã mất phước thì phước đâu nữa mình cảm hóa con mình. Trong khi đó con mình nó cũng không có phước. Cũng giống như là nó là cây khô mà bản thân mình thì không có nước. Mình không có nước để tưới cây khô thì cây khô nó sẽ chết, và mình cũng không có nước. Cho nên mỗi một khi mình làm cái gì sai, mình nghĩ mình đang tích lũy cái giọt nước để tưới tẩm cho con của mình. Lấy con mình làm một cái biểu tượng, làm cái điểm để mình vượt tất cả mọi khó khăn, nhẫn nại tất cả để làm sao tạo được những giọt nước bổ dưỡng cho con mình, như mấy ngày nay quý vị làm vậy đó. Cho nên mình phải đủ cái kiên trì để mình vượt được tất cả cái đó. Chỉ vì con mình làm, thì con mình cũng là một chúng sanh, mình là một Bồ Tát. Nhưng mà biết đâu chừng con nó là Bồ Tát, nó không vậy mình không tu đâu.
coi chừng con nó là Bồ Tát, nhưng mà nó là Bồ Tát nghịch. Nó là Bồ Tát nghịch. Nói như vậy cho nên mình tha thiết sám hối, tạo mọi phước lành. Còn con mình mà nó giỏi giang, nó chắc chưa chắc mình tu. Cho nên nếu mà đứa con nào mà luôn luôn nó nghịch với mình thì thôi, nó là Bồ Tát nghịch của mình đó. Nhờ nó mà mình thúc liễm mình tu. Vừa rồi đi qua Mỹ, Pháp Hòa được gặp lại một hai cô chú này. Có đứa con sanh ra nó bệnh bẩm sinh. Năm nay nó 30 mấy tuổi. Và bây giờ, tại vì bệnh đó thì nó 30 mấy chứ sức khỏe nó kém dần. Và mình thấy hai vợ chồng chăm chút đứa con, thương lắm. Những đứa con mà nó lành mạnh, nó thông minh, nó đỗ đạt á, giờ nó đâu có về thăm. Có một cái đứa mà nó bệnh bệnh vậy đó, nó cứ ở với mình suốt vậy đó. Cho nên hai ông bà nói, con nghĩ trời Phật cho con đứa nhỏ này để hữu hỷ cho hai vợ chồng con đó. Chứ nếu mà nó khỏe như hai đứa kia, nó cũng đi mất tiêu rồi, tụi con sẽ cô đơn. Giờ nhờ nó ở tụi con ngày nào cũng có việc để làm hết, ngày nào cũng chăm sóc đứa con. Mà nó bệnh dữ lắm, mà đứt ruột lắm, nó đau mà nó không biết nói, nó chỉ dỗ dỗ cái chỗ nó đau nhất. Mà mình thấy cha mẹ chăm sóc. Nếu mà nói về ân quán nghiệp duyên thì đời trước mang nợ nó, giờ trả. Nhưng bây giờ mình nhìn theo cái nhìn của Bồ Tát, đây là hai người phát nguyện chăm sóc cho một chúng sanh. Cho nên mình tu là mình chuyển từ cái nghiệp thành cái nguyện của mình. Quý vị đừng có để cái chữ nghiệp nó đè mình. Trời ơi, đứa con này là nghiệp của tôi, ngày nào mình cũng nói vậy hết. Cái tự nhiên mình, mỗi lần mình thấy nó là mày là nghiệp của tao. Giờ mình nói đây là nguyện của tôi. Ngài Bồ Tát Địa Tạng á, ở dưới, ngài ở dưới địa ngục là toàn là những người tội nhân xuống địa ngục không? Có bao giờ một chúng sanh nào mà hạnh phúc lại báo cáo cho Đức Quan Âm không? Quan Âm ơi, con hạnh phúc quá trời, không có. Quan Âm ơi, con khổ dữ lắm. Con khổ thế này, con khổ thế kia. Cho nên mình khổ mình mới tới với Đức Quan Âm. Thì cái hạnh nguyện của mình cũng như vậy. Cho nên chúng chuyển nghiệp thành nguyện. Bất cứ việc gì đến với mình nguyện mình làm thì mình sẽ vượt được. Nhiều lúc Pháp Hòa cũng mệt dữ lắm, nhưng mà Pháp Hòa, khi mình mệt á, cái Pháp Hòa nói thôi chắc tại mình nguyện làm. Thì mình nguyện xong rồi cái thì tự nhiên mình đủ sức khỏe mình làm tiếp. Trời ơi, quý vị chưa từng thấy có nhiều lúc Pháp Hòa mệt mấy đứa nhỏ đến thôi thôi năm tới chắc không làm nữa đâu, nhưng mà khỏe rồi cái muốn làm tiếp, tại không đành, không bỏ được. Thương lắm. Mình thương nó cho nên mình phải làm hết tất cả. Chứ nhiều lúc mình bực dữ lắm. Quý vị biết là nó lớn, nó lì theo cái lớn chứ. Ra lệnh 11 giờ đi ngủ mà có đêm nào 11 giờ nó vô giường đâu. Mà nó xài quần cỡ nào thì mình cũng phải xài quần theo nó. Nhưng mà rồi suy nghĩ lại, làm gì làm nó vẫn còn chịu ngồi đây. Đủ hạnh phúc, đủ vui rồi. Nó không chịu, nó chống lại mình, nó đi về, mình làm gì nó. Nó không đi, mình làm gì nó. Cho nên Pháp Hòa suy nghĩ, kệ nó lì gì lì, mà nó vẫn còn ở đây, mình cũng đủ vui rồi. Cho nên nó làm gì làm, nó vẫn gặp mình, nó gọi mình bằng mẹ. Không, nó hai mâm cũng được rồi. Đừng có biểu khoánh tái lai. Chuyện đó khó ha. Có gì hưởng nấy đi. Lời cuối cùng, hồi nãy Pháp Hòa lên lầu, lên chánh điện á, thì có một em nhỏ nó mới báo cáo. Nó kể thôi. Nó nói, hồi nãy thầy Huệ Tạng hỏi con, what is the unconditional love? Thầy Huệ Tạng hỏi con là mình thương yêu một cách vô điều kiện là gì? Em biết hai bên nói tới nói lui sao, thì nhắc lại một cái lời Pháp Hòa nói. Thì thầy Huệ Tạng mới nói, thầy always said, là thầy luôn luôn nói,
Less expect, more accept. Đó là tình thương vô lượng. Cũng giống như bây giờ mình nói có gì hướng nấy vậy đó. Mình chỉ expect là mình bắt buộc, còn accept là mình tiếp nhận. Phải không? Mình bắt buộc thì mình khổ, mình chấp nhận là mình hạnh phúc. If I don't have what I want, I will be happy with what I have. Cái mình muốn và cái mình có nó khác lắm. Thí dụ như mình có 100 đồng mà muốn cái nhà 1 triệu, mình không có được cái nhà 1 triệu đâu, tại mình có 100 đồng à. Thành thử thôi có 100 đồng ở nhà mướn. Khi nào có 100 ngàn ở nhà mua, mà nhớ có 100 ngàn mua cái nhà mua 100 ngàn, cũng đừng nhịn nhà kia 1 triệu. Ngày nào cũng ngó qua nhà 1 triệu hết trơn. Rồi chắc lưỡi hít hà mà quên cái nhà mình đang ở. Mình khen nhà người ta, nhưng mà thật sự là cái nhà 100 ngàn này nó mới thật sự đang che mưa che nắng cho mình đây. Cho nên đừng nhìn con người ta chảy nước miếng, nhìn con mình chảy nước mắt. Đó, mà mình nhìn con mình để mình vui với những gì nó thủy chung cũng là sản phẩm của mình. Cho nên lỡ mà đổ bánh xèo, bánh khọt mà không ngon cũng ráng ăn, thôi bỏ uổng. Nấu ngon nấu dở cũng phải ăn. Tình thương vô lượng là có gì mình nhận cái đó. Giống như quý vị đến đây, quý vị bằng lòng với những gì chùa cố gắng làm cho mình, mặc dù chỗ ngủ không thoải mái, ăn không đủ ngon, không đủ no, vân vân. Phải không? Đã ăn ít mà còn bị mũi chích, đã không có máu mà còn mất máu. Nhưng mà mình cuối cùng ai biểu tới? Tới thì phải cúng dường. Cúng dường chút máu cho mũi. Thí dụ vậy đó. Thì Pháp Hòa chia sẻ như vậy để đại chúng nhẹ lòng. Mình mở lòng ra, mình tiếp nhận con mình như là, và mình tìm cách nhẹ nhàng làm sao con mình như thế nào mình nhận như thế đó. Rồi do cái sức nhẫn nại kiên trì tu tập của mình, chỉ có mình mới cảm hóa được con mình, vì nó với mình sẽ tiếp xúc mỗi ngày. Người dưng nó tới đây, nó có nghe lời quý thầy đi nữa, nhưng cũng chỉ 5 ngày thôi. Nó giống như một cái cuốn lịch mà quý vị cuốn xong rồi hàng năm lịch các tiệm họ cho mình, nó cuốn tròn lại đó. Về cái mình bẻ ngược lại, cái mình treo lên, lúc sau nó cong trở lại. Có không? Nó giống như cuốn lịch vậy đó. Và nó giống như trái banh vuông vậy đó, lật đâu nằm đó. Hồi nhỏ mình là trái banh tròn, đá một cái lăn được dài dạo. Mình thấy mẹ mình cực, mình chạy tới phụ. Mình đi học về, mình thấy ba mẹ mình đi làm chưa về, mình rửa chén, mình quét nhà phụ. Bây giờ không có, nó không có làm mấy cái đó. Và nếu mình rửa chén, nó rửa đúng cái chén, nó không rửa muỗng. Còn không có kêu nó rửa chén, nó không rửa sinh. Trời ơi, mình expect nó rửa chén xong nó chùi sinh, tưởng sao nguyên đống chén sạch hết, nhìn về cái sinh. Trời ơi, tức muốn chết. Nhưng mà thôi nghĩ lại, có còn hơn không? Nó rửa chén, giờ mình rửa sinh. Còn hơn là mình rửa hết, hốt hụi hết. Em đang nói tâm trạng của em. Nhiều lúc em vô em thấy chén úp lên hết rồi mà cái sinh nó không rửa. Thôi em sang tay vô em rửa sinh, tại em nghĩ còn hơn em hốt nguyên nồi. Kêu nó quét nhà, nó quét đúng cái trai đường, hai cầu thang nó chừa nó không quét. Thôi em đi quét cầu thang, tại em nghĩ còn đỡ em quét nguyên nhà. Quý vị hiểu ý và nói không? Nhiều khi mình sống như vậy á, mình mở lòng được mình, và con mình chính là một đối tượng, một Bồ Tát độ mình. Độ cái sức chịu đựng, cái sự kiên trì, và chính cái kiên trì đó mình độ con mình lướt qua được, và mình với con mình cùng lướt qua được. Còn nếu mình cương nó sẽ đứt, và cuối cùng nó là cái đứa sẽ đi rời tay mình. Nó khổ, còn mình thì sẽ chịu khổ, tại vì nó mà có gì đi nữa mình cũng hốt à.
Thành thử ra thôi chịu đựng đi, để nó ở trong nhà với mình. Cho nên nhiều khi nó chơi game mà nó không đi, còn mình cấm nó chơi game ở nhà để khuất mắt mình thì đi chỗ khác nó chơi, rồi mình phone nó riết nó không bắt còn hồi hộp hơn nữa. Có bị chưa? Có bị phone nó không bắt chưa? Nhiều khi nó phone nó không bắt rồi, và phone đã phone tiếng còn đỡ, nghe toàn video kho không à. Hỏi chi vậy? Để kiểm soát cho con ở đâu. Cho quý vị biết không, độ vô lượng vô số chúng sanh, duy có một chúng sanh khó độ, mình độ được. Cho nên ở trong kinh gọi là nhất xiển đề, là trong kinh dịch nghĩa cái chữ nhất xiển đề là bất tín, người không có niềm tin. Nghĩa thứ hai, tín bất cụ, niềm tin không đầy đủ, nhưng họ vẫn có thể cảm hóa được, dù họ là nhất xiển đề. Thì con của mình cũng vậy, đừng nghĩ nó không cảm hóa được. Nó qua cái tuổi thôi, nó qua cái chuông. Và quý vị luôn luôn nuôi một cái tâm niệm, rồi mọi việc sẽ qua. Bằng cái cách sống hạnh phúc, tha thứ, ôm ấp của mình, để giúp đỡ cho con mình nó vượt qua cơn sóng trong lúc này. Nhất là cái thời buổi mà quý vị gặp người, hồi nãy Pháp Hòa gặp sư Tích Lan á, sư Tích Lan tới đây thăm với hai cô Phật tử, hai vị Phật tử, thì thấy chùa mình tổ chức khóa tu dạy cho mấy đứa nhỏ, sư khen lắm. Và sư mới nói á, tôi rất là tán thán, tại vì thời bây giờ con nít nó bị lôi cuốn bởi những cái máy điện tử, những cái phone vậy đó. Thì cái bà Phật tử bảo nó không phải là trong cộng đồng của mình không đâu, the whole world, cả thế giới. Và không phải con nít nó bị cuốn lôi đâu, người lớn cũng bị lôi cuốn như thường. Bằng chứng nè, lên chánh điện mất cái phone quý vị sẽ thấy họ chạy. Vô nhà nào có wifi không chị? Có ổ điện ghim chạc không chị? Thấy không? Bản thân hết battery không lo chạc, lo chạc cái phone thôi. Thành ra mình cũng bị lôi cuốn như thường, chứ đừng nói con nít. Tại vì Pháp Hòa đã nhận rất nhiều thơ của những người không phải là đạo Phật, nhưng mà thích nghe những cái điều mà quý thầy chia sẻ để học hỏi, để làm cái hành trang, làm phương tiện cho mình trong cuộc sống. Thì chúng ta đều là những người có cái hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, cho nên chúng ta mới đủ duyên gặp nhau. Và đã là tương duyên bằng nhiều cách, có những vị không hề biết nghe bài pháp nhưng mà nhờ bạn giới thiệu. Bạn thấy mình khổ quá, bạn nghe cái dĩa này bạn thấy hay, bạn giới thiệu. Thì cái dĩa đó bây giờ như một thang thuốc giúp cho mình, nhờ cái dĩa đó mà bắt đầu mình tìm hiểu tới những điều hay lẽ phải. Duyên hết. Và chúng ta đã tương duyên, và chúng ta đã kết duyên. Kết duyên tức là mình bắt đầu hàng ngày gặp nhau. Có nhiều vị gặp Pháp Hòa: thầy ơi, con cảm ơn thầy lắm, tại vì tối nào thầy cũng ru con ngủ. Tại vì nghe băng giảng đó, thầy nói rề rề nghe ngon quá ngủ. Pháp Hòa mới nói chưa đòi tiền mua tiền thuốc ngủ á. Cho nên thưa đại chúng, nếu mà mình đã có cái duyên rồi thì chúng ta phải trân trọng cái duyên. Chúng ta trân trọng cái duyên, cái bây giờ là chúng ta kết duyên nè. Rồi chúng ta tích duyên, tức là chúng ta biết quý cái duyên này với nhau. Hồi xưa ông bà mình có câu: trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân. Thành thử ra muốn kiếm duyên tới chỗ đông người kiếm. Tại vì ở trong cái chỗ đông người đó, cho nên mình tu á, mình càng gặp nhiều cái khó thì đó là cái duyên để mình tiến, cái duyên để mình nhẫn, cái duyên để mình thành tựu.
Ở trong đời cũng vậy, giữa biển người mênh mông tự nhiên có người mình hạp, rõ ràng là duyên. Vậy thì trong cuộc sống này tất cả chúng ta được gặp nhau đều là duyên. Có khi người ta giới thiệu cho mình, có khi đi ăn tiệc rồi quen, có khi đi chùa rồi biết nhau, có khi đi nhà thờ quen nhau. Nói chung là trên mọi cái hình thức. Có khi người ta nhờ mang đồ tới, tự nhiên mang tới cái gặp, cái làm quen, cái từ người hai người thành vợ chồng cũng có. Cho nên nhiều việc lắm. Giống như có nhiều thầy đi tu, nhờ cái duyên gặp một thầy, nhờ cái duyên gặp hình ảnh người xuất gia. Hồi nhỏ Pháp Hòa có cái duyên là tại vì đi học mẫu giáo, ngày nào cũng đi ngang qua cái nhà của một cái ông đó, ổng thờ Phật rất là nhiều. Mà Pháp Hòa không có biết cái tượng đó là tượng Phật, nhưng mà chỉ biết rằng mình rất thích cái tượng đó. Cho nên sáng nào cũng phải nhìn cái tượng đó một chút rồi đi học. Từ 5 tuổi, ngày nào cũng phải nhìn rồi đi học, còn không là nhất định không vô lớp. Tại vì cái nhà ngang trường học thôi, thì ba mẹ Pháp Hòa dẫn đi học là phải tấp vô đó cho ngó vô. Mà Pháp Hòa nhớ cái tượng Đức Phật Thích Ca ôm cái bình bát. Bây giờ lớn mình mới biết, chứ hồi nhỏ là thích cái ông thầy, cái tượng ôm cái bình bát, rồi thích cái tượng chỉ tay lên trời, chỉ tay xuống đất, thích cái tượng nằm. Bây giờ mới biết là tượng này là tượng nhập niết bàn, tượng kia là tượng đản sanh, chứ hồi nhỏ là không biết, nhưng mà rất thích. Để thì từ nhỏ mình có cái kết duyên đó. Cho nên bây giờ mình gặp mấy đứa nhỏ mà nó thích đi chùa, nó vô chùa, thậm chí nó tới bàn thờ, nó lấy chuông, lấy mỏ chơi cũng đừng có buồn, thay vì nó chơi game, phải không? Bây giờ nó biết lấy cái chuông, cái mỏ nó chơi là nó đang kết duyên đó. Biết đâu chừng giống như hồi nhỏ mấy đứa nhỏ mà người ta thôi nôi đó, người ta lấy cây viết, người ta lấy cuốn tập, người ta lấy cục đất, người ta lấy cái lược, người ta để một mâm cho nó bóc. Mẹ nó bóc nhầm cái gì cái đó, nói này nữa chắc làm đó. Đứa nào bóc nhầm cục đất nó rồi, nữa mày mới làm ruộng. Đứa nào bóc nhầm cái viết này, nữa lại làm thư ký. Đứa nào bóc nhầm cục phấn nó, nữa làm thầy giáo. Rồi bây giờ đứa nhỏ nào bóc chuông mỏ nó, chắc nữa làm thầy chùa. Thưa đại chúng, thì tất cả chúng ta đều có cái duyên hết. Thì vợ chồng cũng vậy, vợ chồng cũng đều có cái duyên. Vợ tức là người nữ mà đã có gia đình, chồng tức là người đàn ông có vợ. Thì vợ chồng là tiếng Việt, tiếng Hán ta kêu là phu thê. Mà phu thê nghĩa là vợ chồng, mà vợ chồng là phải có duyên. Mà cái duyên gì thì từ từ mình tính. Không? Có khi có những cái duyên mới gặp nhau, đó là cái duyên quen biết, nhưng mà nhiều khi là nghịch duyên. Phải gặp nhau bằng cái hình ảnh đẹp vậy đó mới chịu làm chồng làm vợ của nhau. Rồi sau khi vô vọng rồi bắt đầu mới làm khổ nhau. Chứ còn chưa vô vọng thì đâu có làm khổ nhau được. Cho nên phải hồi xưa sao ổng dễ thương, ổng ngọt ngào quá, mà sao giờ ổng phát thấy ghét quá. Hồi xưa không phải như vậy. Ai cũng phải chết vì mật chứ đâu ai chết vì muối. Phải không? Dạ, thành thử tất cả cái đó. Thì khi mà mình sống với nhau rồi thì có những lúc đồng cam cộng khổ, mà chúng ta người Việt gọi là tao khang hay là tàu khang. Tàu khang là mình bắt chước, mình nói theo tiếng Hoa. Ngày xưa có một ông vua tên là Quang Vũ. Thì ông vua này có một cái người quan rất là trung thành. Thì thấy cái ông này tốt quá đi, thì ông vua có một người chị gái muốn làm mai, giới thiệu người chị gái cho ông quan này, nhưng mà không biết làm sao để mà gạ hỏi. Cho nên ông vua mới tới gặp. Ông vua hỏi: trẫm nghe người ta nói thông thường người đời sang thì sang đổi gì? Sang đổi vợ hả? Giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Ông hỏi vậy. Thì cái ông quan á, ông nhận ra cái ý của vua, cho nên ông mới nói một câu: tàu khang chi thê, bất khả hạ đường. Bần tiện chi giao, mạc khả vong. Tàu khang chi thê, bất khả hạ đường, nghĩa là cái tình nghĩa vợ chồng, cái thời mà ăn tao vãn khen, tao
là cái bã rượu, khang là cái cám cho heo ăn. Cái thời nghèo mà lấy bã rượu trộn với cám ăn cho đỡ lòng, cho qua cơn đói, thì bây giờ có giàu sang cỡ nào cũng không thay lòng. Ông trả lời như vậy: tàu khang chi thê, bất khả hạ đường. Bần tiện chi giao, mạc bất vong. Giúp mình nghèo hàng thì cái tình bạn giao kết vẫn không có thay đổi. Ông vua nghe như vậy, biết cái ý của ông quan này đã vững rồi. Từ đó cái chữ tàu khang nó mới lan truyền ở trong nhân gian qua cái điển tích đó. Vợ chồng đồng cam cùng khổ gọi là tàu khang. Nhưng mà mình sống với nhau rồi thì làm sao mà không có những cái hụt hẫng được. Cho nên rồi nhiều khi á, chồng không đồng ý vợ, vợ không để ý chồng, nhưng mà không nói ra, thì mạnh ai nấy ôm một cái khối bực bội im lặng. Cái đó chúng ta gọi là gì? Chiến tranh lạnh. Không ai nói với ai. Có thậm chí nhiều khi con cái nó lên nó hỏi mình, tao không biết, hỏi má mẹ. Rồi thì khi mà nó lên nó hỏi má nó, tao không biết, hỏi ba mẹ. Thì mình cái chiến tranh lạnh đó, địa ngục hàn băng. Cho nên địa ngục mà người ta nói đó, cái chữ địa ngục mà thường nói đó, định nghĩa đó, từ điển Phật học định nghĩa chữ địa ngục là gì? Dày cui sự chấp trước, đen thùi sự hiểu biết. Khi mà lòng mình đen và nơi nào mà dày chặt đen tối, nơi đó là địa ngục. Thì tâm hồn của mình cũng vậy. Nếu mình dày chặt sự cố chấp, tôi làm chồng mà tại sao tôi phải xin lỗi, thì vợ mới nói tôi đâu có gì phải xin lỗi. Thì cuối cùng ai cũng ôm một cái chấp, mà cái đó gọi là chấp ngã. Chấp ngã là chấp tôi không sai. Quý vị có nhớ Việt Nam mình có cái câu chuyện, người chồng đi lính, rồi người vợ ở nhà chờ chồng. Thiếu phụ nam xưa, khi mà người vợ ở nhà ổng đi lính thì trong khi vợ có mang, rồi khi mà ông đi lính về thì vợ có con, sanh con, ông đã nghi rồi. Vợ đi chợ nấu ăn, ông ở nhà, ông tới, ông nói con ơi con lại đây, ba ẩm con. Nó nói không không, ba tôi khuya mới về, ba tôi không có về giờ này. Tại vì người vợ thương chồng quá, nhớ chồng quá, ban đêm thắp cái đèn dầu lên, ngồi ôm con, ru con, và cái chiếc bóng của mình nó dội lên tường, thì mình nói chuyện với chiếc bóng đó, tưởng tượng như chiếc bóng đó là chồng của mình. Rồi người chồng thì lúc mà đứa nhỏ nó khóc đó, thì người vợ mới chỉ lên vách, nó có đó, ba con đó, ba con đó. Thành thử đứa nhỏ nó nghĩ rằng ba nó ban đêm mới về. Bây giờ nó gặp ba nó thiệt, nó cũng nói không không, ba tôi không có về giờ này, khuya ba tôi mới về. Thành được cái câu nói đó làm cho người chồng thêm cái tức tối, thêm cái nghi ngờ. Khi mà người vợ nấu cơm xong, bày bàn lên bàn thờ cúng, thì ông đứng vô, ông thắp hương cúng ông bà rồi, thì ông cuốn chiếc chiếu lại, ông không cho vợ cúng. Bởi vì ông nghĩ rằng vợ mình không có đủ cái hạnh đức để mà bái lại tổ tiên. Cho nên rồi ông không nói ra, vì ông chờ vợ nói sự thật. Vợ không nói ra thì vợ nghĩ rằng mình bao nhiêu năm cực khổ ở nhà, giữ cái niềm hạnh đức đó cho chồng mà không biết, bây giờ về đây mà còn lạnh nhạt với mình, cho nên vợ cũng không nói ra. Cuối cùng cô này đau khổ quá, không biết làm gì, thì bèn đi tự vẫn chết. Bèn đi tự vẫn chết. Thì sau khi mà chôn cất vợ rồi thì ông về ban đêm, ông phải dỗ con. Thì lúc đó cái bóng ông mới dội trên tường. Thì đứa nhỏ nói đó 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 ông ơi, bố con về rồi, bố con về rồi. Thì lúc đó ông chồng mới vỡ lẽ ra. Ông chồng vỡ lẽ ra là bây giờ
thì ra vợ mình đã thương quý mình, ví mình như chiếc bóng mà mình không biết, do cái sự hiểu lầm và giữ cái sự lạnh nhạt với nhau. Cho nên Phật gọi cái loại lạnh nhạt đó là địa ngục hàn băng. Mình đã từng sống trong địa ngục đó chưa? Không cần phải vợ chồng, anh em nhiều khi gặp nhau cũng lạnh như tiền mà. Cho nên tất cả chúng ta nếu đã có duyên là vợ chồng, anh em, bà con, quyến thuộc, thậm chí đạo hữu Phật tử với nhau, đều là cái tương duyên hết. Thì cái điều gì chúng ta không thoải mái thì chúng ta kiếm cách chúng ta giải tỏa. Khi mà cái cô vợ mất rồi thì dân làng mới thương quá, mới lập cái mộ, lập cái miếu thờ cô. Và người ta đi đến đó, người ta ghi là một bài thơ: nghi ngút đầu gần tỏa khói hương, miếu ai như miếu vợ chàng trương, ngọn đèn dầu tắt đừng nghe trẻ, làng nước chi cho lụy đến nàng. Chứng quả có hai vần nhật nguyệt, giải oan chi mượn đến đàn tràng. Qua đây mới biết nguồn cơn ấy, khéo trách chàng trương khá phũ phàng. Có nên nhiều khi trong cuộc sống, cái lạnh nhạt của mình sẽ làm cho người đó khó chịu lắm. Có những em á, nó đến nó nói với Pháp Hòa: con thà là ba con chửi con, mắng con, nói cho con biết còn hơn là ba cứ lạnh nhạt với con như vậy, con chịu không nổi. Mà mỗi lần con mời ba xuống ngồi nói chuyện thì ba nói không có gì để nói. Đau khổ lắm. Cho nên không phải chỉ là vợ chồng, mà nếu chúng ta là những người con Phật, chúng ta học được hai cái đức tánh là từ bi trí tuệ, hay là chúng ta học bốn đức tánh là từ bi hỷ xả. Bây giờ chúng ta chưa xả cái một, xả một chút cũng được. Đâu giờ xả một chút là để nghe nó nói coi nói gì. Nhiều khi nó nói xong rồi mình giải tỏa cũng nghe. Cho nên mình mới có một vị Bồ Tát tên là Bồ Tát Lắng Nghe Quán Thế Âm. Nhiều khi Ngài cũng tội nghiệp lắm, Ngài bắt cái ấn này, Ngài chịu trận nghe mình than. Còn Phật Di Lặc cũng nghe mình than riết, ông cũng đầu hàng, đưa hai tay lên trời. Trời ơi, mình tới mình nói đủ thứ hết. Tụng có một thời kinh mà mình Nam Mô Di Đà Phật, vừa rồi con tụng thời kinh chí thành tụng kinh niệm Phật hồi hướng công đức. Thứ nhất con nguyện ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên, kẻ thác siêu lên người còn mạnh giỏi. Thứ hai con nguyện xa gần lớn nhỏ, phước thọ vinh ba tinh đạo Di Đà, ăn chay niệm Phật. Thứ ba con nguyện phần con khỏe mạnh no ấm trọn đời, sống hưởng lộc trời thác về cõi Phật. Tụng thời kinh nửa tiếng mà khấn nhiều lên. Phật cũng ngồi im ru và rù mà nhăn răng cười, happy quá. Ngàn người ngàn lời khấn cho Phật lắng nghe. Thì chúng ta cũng học hành lắng nghe. Đừng có biến cái gia đình mình, cái nơi đó thành ra cái chỗ lạnh. Cơm lạnh khó ăn, canh lạnh khó nuốt. Người sống mà lạnh với nhau làm sao dễ gần được. Chỉ có khi nào người chết nó mới lạnh ngắt thôi. Còn mình còn sống, còn thở là còn hơi ấm. Mà còn hơi ấm tức là trái tim chúng ta còn nóng và còn đập. Mà hãy còn nóng còn đập thì chúng ta còn cảm giác, còn có cái nhận thức. Khi nào mà người thân của mình buồn mình nhận ra không? Nhận chứ. Bữa nay nét nhìn khác tôi biết mà, phải không? Biết hết á, bởi vì mình có trái tim để cảm mà. Mình có con mắt để nhìn mà. Mình có cái tai để nghe mà, đóng cái cửa cái rầm là tôi biết rồi. Bữa nay dọn chén để xuống cái bóp là tôi biết rồi. Mỗi lần á, mời anh mấy đứa nhỏ ra ăn cơm, bữa nay không có, muốn kêu ổng mà không kêu. Tụi quỷ đâu rồi ra ăn cơm? Có không? Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ Việt Nam mà nhà sắp sửa cúp điện á,
Việt Nam mình mà cứ tuần lễ cúp điện mấy ngày á mà. Buổi chiều là sắp sửa cúp điện là nghe cái câu này quen lắm. Mấy cha nội ra ăn cơm. Trời tối rồi, ăn cho con dọn. Hồi nhỏ mà nhớ là mỗi lần mà sắp sửa cúp điện là cái câu này nó răng rãng ở hàng xóm. Đó không? Rồi nhưng mà khi mà nếu như mà cái nhà đó mà họ lạnh quá, họ chịu không nổi rồi bắt đầu là gì? Nó lạnh ở ngoài thôi mà ở trong nó làm sao? Nó nóng, bực. Bực không thèm nói, cho nên lạnh ở ngoài nhưng mà ở trong bực lắm. Ở trong là lửa nó sôi. Quả diệm bây giờ nó không có quá hồng liên, mà quả diệm càng ngày càng tăng, cho phải kiếm một cây quạt ba tiêu. Hồi xưa cái câu chuyện trong Tây Du Ký đó, mà Tô Ngộ Không mà đá cái lò luyện thuốc của Thái Thượng Lão Quân, rồi cái lửa đó nó rớt xuống, nó rớt xuống, rồi nó thành ra một cái lò lửa diệm sơn. Diệm là lửa, sơn là núi. Mà bây giờ muốn đi qua cái núi đó, thầy trò của Ngài Huyền Trang đi không được. Đi không được. Bây giờ muốn quay về. Những người muốn quay về là những người thối chí nản lòng. Duy có một người là Tôn Ngộ Không có trí muốn đi tới. Mới hỏi Tây Phương Cực Lạc ở đâu? Nó ở phía đó, phía Tây. Quả Diệm Sơn nằm ở đâu? Nằm ngay đó. Bây giờ muốn qua khỏi cái đến Tây Phương Cực Lạc là phải qua cái ngọn núi này. Cuối cùng phải đi mượn quạt ba tiêu. Quạt ba tiêu là quạt gì? Quạt cây chuối. Mà cây chuối là nó không có cái ngòi, nó từng bẹ nó đắp lại. Lột một bẹ này, lột hai bẹ, lột ba bẹ, lát nó sạch trơn. Tượng trưng cho người muốn thắng được cái sân si của mình thì bản thân mình sống phải vô ngã. Chính vô ngã mới mình là cây chuối, cho nên mình phải học hạnh cây chuối. Mình còn ngã, mình chấp mình là hay, mình là phải, mình là đúng, cho nên lửa nó mới lên. Mà khi nó lên rồi là cái diện mạo của mình, một là xanh, hai là tái. Rồi bữa nào mà nó phát ra nữa là nó đỏ rần. Mà không có bao giờ người nào mà giận mà đẹp hết á. Mà ai mà nói trời ơi em giận nhìn cũng đẹp, cái đó là ta đang gì đó. Một là ta thiệt tình, ta vuốt cho mình xuống. Còn nếu mà mình không có cơ hội mình nuốt ra phừng lên nữa, biết là người ta đang ghẹo mình. Không? Em ăn, em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em. Lúc thương á. Lúc thương á. Lúc thương á, em ăn, em nói, em cười, lúc kiếp này không có hai người như em. Nghe vậy các bắt đầu kéo vạt áo lên mân mê. Còn nếu mà có cái khăn là có anh này kỳ ghê vậy. Cho nên á, khi mà mình lạnh á, nhưng mà ở trong mình nóng, ta kêu nóng lạnh. Mà cái người nóng lạnh thì không biết đường đâu rồi. Nó giống như thời tiết của Úc vậy. Sáng nắng chiều lạnh, không quen là bệnh chết. Thưa đại chúng, là ở Úc người ta cũng có những cái chuyện người ta nói muốn biết người Úc ra sao chờ chút xíu biết. Thật sự ra cái đó là một cái ví dụ về thời tiết, phải không? Nhưng mà ở đây mình mới nói rằng cái gì gọi là nóng lạnh. Khi mình bệnh á, là cái thân thể của mình á, nóng lạnh á, là một loại bệnh. Trước khi Pháp Hòa qua đây, trên máy bay ra phi trường là Pháp Hòa bị cảm sốt nóng lạnh. Quý vị biết là ngồi trên máy bay nó lạnh mà mồ hôi nó tuôn. Mà nó đến mức độ là phải có một cái khăn ngồi lao liên tục. Mà sợ là tới Úc là nằm bẹp mấy ngày, cho nên uống thuốc liên tục. Rồi nhắm mắt lại nói Quan Âm ơi, muốn con đi Quan Âm phải hết bệnh. Mà thiệt, xuống tới Sydney là khỏe, lướt được tới bây giờ. Cho nên có nhiều cái khi cái trạng thái mình rất là bực cái người kia,
gọi là nóng. Nhưng mình lạnh nhạt với họ, mình không nói chuyện với họ gọi là lạnh. Đó là một cái địa ngục vô gián. Địa ngục vô gián. Vô gián là gì? Là không bao giờ chấm dứt gián đoạn sự khổ. Người đó đi ra mình cũng thấy bực. Người đó lên lầu mình cũng thấy bực. Người đó bới tô cơm ăn mình cũng thấy bực. Bới tô cơm mà lỡ rớt mấy hộp cơm mình cũng bực nữa. Ăn xong mà không rửa chén mình cũng bực nữa. Mà rửa xong úp không đúng chỗ mình cũng bực nữa. Tại vì khi mà bực rồi là cái gì nó cũng bực, kêu bực bội. Bội tức là chỗ nào mình cũng có thể bội được. Rồi thì khi mà nóng lạnh hết rồi thì bây giờ bắt đầu tới gì? Tới một ngày nào đó mình chịu không nổi, mình bung ra. Bắt đầu hết mình chiến tranh lạnh rồi bắt đầu chiến đấu. Mà chiến đấu là trước hết là đấu khẩu. Đấu khẩu trước. Nói qua nói lại một câu. Rồi đôi khi mình thiếu tế nhị hơn. Mình đấu khẩu giữa hai vợ chồng. Nhưng mình lại đem luôn cả dòng tộc, cha mẹ bà con ra mình mắng luôn. Tôi không bao giờ quên đâu, hồi đó má bà làm khổ tôi. Tôi không bao giờ quên đâu, hồi đó má ông làm khổ tôi. Bởi ông cũng giống bà lắm. Nhiều khi tôi nhìn thấy ông là tôi thấy bà rồi. Có không? Thưa đại chúng, tất cả những cái đó không có gì hết. Nó là một cái gì rất thật trong cuộc sống của chúng ta. Mà chúng ta học Phật là để chúng ta nhận biết những cái trạng thái của tâm. Nóng, lạnh, buồn, vui. Nó tâm hành mà. Tâm hành tức là những cái tâm nó liên tục, nó biến khởi. Mà người tu của chúng ta thường nói là tu tâm á, thì chúng ta phải biết tâm mình đang biến khởi cái gì để chúng ta tu nó. Mà tu được nó tức là gia đình mình ổn. Mà gia đình mình ổn thì gọi là tu nhà. Mà hễ mà tu nhà mà ổn rồi, mình ra tiệm, ra chợ, ra chỗ mình làm việc cũng tu được, gọi là tu thị. Vì sao mình có tu thị, tu gia được? Là tại vì mình có tu chùa. Tu chùa tức là mình về chùa mình học Phật. Nãy giờ Pháp Hòa nói cũng không ngoài cái điểm là chúng ta tu tập học Phật để chúng ta nhận biết giáo pháp của Phật soi sáng cho mình. Cho nên pháp của Phật đó là hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Nếu mình muốn đưa gia đình mình lên hướng thượng thì buộc lòng mình phải học tốt để đưa gia đình mình lên thiện. Thiện là tốt, thượng là cao. Mình muốn đưa cái gia đình mình lên cao thì phải học cái tốt. Cái gì tốt mình học. Không bao giờ giận mà chúng ta nói được những lời dễ thương. Giận là luôn luôn nói những lời không dễ thương. Mà hễ chồng là quan công thì vợ là quan âm. Chứ nếu mà chồng là quan công mà mình là bình lửa, mình chồng là lò lửa mà mình là bình xăng nữa thì nó đốt hết. Cho nên quan âm mới cầm bình nước có nhành dương liễu. Tại sao không cầm cái nhành khác mà cầm nhành dương? Bởi vì nhành dương liễu mềm mỏng, tùy thời mà đưa nhưng mà không có gãy. Mình sống cũng vậy. Có những lúc mình biết sống là phải hiểu nhau. Sống là phải hiểu nhau. Vì hiểu nhau cho nên mới nhịn được nhau, cho nên mới nhường được nhau. Không hiểu nhau làm sao nhường nhịn được. Cho nên á, vợ chồng còn được gọi là bạn đời. Vợ chồng còn gọi là bạn đời. Những người bạn trong cuộc đời mình, mà người bạn đời này là người thân gần với mình nhất. Mình phải hiểu người đó nhất. Và ngược lại người đó cũng hiểu mình nhất. Truyền thống Việt Nam mình á, mỗi khi mà đám cưới á, vợ chồng xoay lại xá nhau một xá. Cái đó gọi là tương kính như tân, quý trọng nhau như bạn. Chứ vì kính trọng nhau như bạn cho nên mình sẽ cẩn thận cái lời nói của mình.
mình chiến tranh lạnh xong rồi mình bắt đầu đấu khẩu, mà hễ mà đấu khẩu mà nặng nề nữa thì tới gì? Tới gì? Đánh lộn. Hồi nãy là gây lộn, biết lộn mà cũng gây rồi đấy. Rồi bây giờ mới đánh, bắt đầu mới đánh. Cái này không phải Pháp Hòa nói cái chuyện của người ta, nhưng mà Pháp Hòa nói một cái ví dụ để đại chúng, cái câu chuyện này có thật để đại chúng mình nghe, mình hiểu. Cách đây 2 năm, có một người phụ nữ, chồng đi làm về, thì ông chồng mới nói mệt, thì bà vợ mới nói đi tắm đi rồi ra ăn cơm. Thì ông chồng nghe như vậy thì xong rồi, thì ông chồng đứng dậy, thì ông chồng ngồi ngay cái miếng đất, miếng dưới sàn luôn. Bà vợ mới tưởng ông chồng mới làm biếng, không chịu đi tắm mà nằm ngay giữa đường ngủ. Bà tức cái mình, bà đi vô trong phòng tắm, bà lấy cái cây máng màng tắm, bà đem ra bà đập ổng. Thì trong khi mà đập ổng đâu được 1-2 cây gì đó, thì ông này nhồi máu cơ tim, heart attack chết. Thì thằng con nó ở nhà nó thấy rõ ràng là má đánh, thì bắt đầu kêu cảnh sát tới. Kêu cảnh sát tới thì bà phải vô tù. Rồi điều tra đủ thứ hết, bây giờ cái nhà nó tan nát. Thằng con bây giờ nó đứng về phía bên nội nó thưa má nó. Trước khi Pháp Hòa qua đây, bà có lên khóc với Pháp Hòa. Bà là người ngoại quốc, thì bà khóc với Pháp Hòa rồi bà nói bây giờ cái nhà của bà muốn giữ cho đứa con, nhưng mà bây giờ đứa con nó cứ đem luật ra nó xử, thì bây giờ cái nhà phải bán đi, rồi chia tiền cho nó phân nửa, rồi cộng thêm á, cái tiền mà nó dưới 18 tuổi á, nó kêu là child support á, bà phải bù thêm vô cho nó, coi như mất hết. Thì Pháp Hòa mới thưa đại chúng là trong đó là một trong muôn ngàn những câu chuyện mà chúng ta được nghe được thấy trong thế giới con người của chúng ta. Và thưa đại chúng, ở trong kinh nói địa ngục ở đâu? Nơi nào có chúng sanh, nơi đó có địa ngục. Nghĩa là gì? Bởi vì còn chúng sanh là còn tham sân si, mà còn tham sân si là còn gây gổ, tranh chấp. Thậm chí quý vị thấy như vợ chồng còn có những cái việc như vậy. Và mình nghe hoài báo chí cứ đăng chồng đâm vợ, giết vợ liên tục. Cho nên cái khi mà chúng ta sống với nhau, lạnh nhạt với nhau, rồi gây gổ với nhau. Như mới vừa đây, cách đây chừng tháng đó, một ông đi làm ở bên Mỹ rồi gây gổ với người boss. Người boss đuổi việc, ông về nhà móc cây súng vô trở lại hãng, ông bắn cái người mà đuổi việc ông, rồi sau đó ông tự vẫn luôn ở bên Mỹ. Nhiều lắm. Cho nên thưa đại chúng, rồi sau khi mà gây với nhau, đánh với nhau, rồi cuối rồi kết là gì? Rồi bỏ đi. Chồng về nhà của chồng, tới nhà bạn ngủ, vợ đi về nhà ba mẹ ruột ngủ. Mà hễ mà ba mẹ mà gả con rồi mà thấy tự nhiên nửa đêm xách gói về là biết rồi đó, không dám hỏi. Nhưng mà biết có chuyện, rồi cha mẹ bắt đầu lo lắng. Rồi cuối cùng bỏ điên thời gian rồi thì bắt đầu tới gì nữa? Ly dị, chia tay, kiện tụng. Mà cứ chia tay là phải có kiện tụng. Nói như vậy đó là nói những cái gọi là bất đồng, những cái bất hòa trong những gia đình của chúng ta. Bây giờ Phật dạy vợ chồng hạnh phúc thì nên thực tập 4 điều. Người ta thường nói đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng cạn. Đồng tâm, đồng chí, đồng hành. Cái gì mà cũng đồng thì việc thành như không. Thì thưa đại chúng, Đức Phật có dạy chúng ta, nếu như chúng ta có duyên là vợ chồng thì chúng ta hãy là người đồng tính. Đồng tính tức là gì? Tức là cùng một niềm tin. Cùng một niềm tin là vợ chồng có thể làm cho cái gia đình này hạnh phúc. Nếu mà nói về đức tin, tín ngưỡng
cùng một cái tín ngưỡng cũng vẫn đỡ hơn, đỡ có sự xích mích. Tuy rằng á, lúc đầu nói đạo ai nấy giữ, nhưng mà khi đi vào có con cái rồi nó cũng khó lắm. Những người mà cởi mở thì nó khác, và những người không cởi mở thì nó rất là khó xử. Cho nên vợ chồng mà cùng một đức tin, ví dụ như á, chồng đi chùa, vợ cũng đi chùa, hai vợ chồng cùng ở chùa, ở tới khuya không sao hết. Nhưng mà nếu chồng đi chùa mà vợ không đi, hay là ngược lại, thì một người nào mà đi hồi hộp lắm, đi phải canh về sớm. Mà nhất là mấy cô, chồng mà ở nhà mà mấy cô mà đi chùa là mấy cô hồi hộp lắm, tại lát về sợ dũa. Mà cái đó là một cái khó chịu. Cho nên nếu mà mình cùng một cái đức tin với nhau, một cái tính với nhau, thì sẽ làm cho nhau thêm hạnh phúc. Pháp Hòa đã từng gặp, mà Pháp Hòa nghĩ rằng ở đây cũng có rất nhiều gia đình vợ chồng con cái cùng tu nó đỡ lắm. Bây giờ cha mẹ mà đi chùa mà con cái không đi, mà nó 14, 15 tuổi nó ở nhà mình cũng lo lắm. Đi rồi cũng phải tranh thủ về, tại mình sợ nó ở nhà nó đi chơi với bạn bè, hay là nó không lo học hành. Cho nên mấy con nhớ 14, 15 tuổi mà ba mẹ có rủ đi chùa, con cứ đi, đi cho ba mẹ yên tâm. Nhiều khi cái món quà mà con tặng cho cha mẹ lớn nhất là con đi chùa với ba mẹ. Ba mẹ cũng chẳng cần con phải mua quà gì, mà con đi chùa với ba mẹ, con vô chùa con lại Phật với ba mẹ, thì ba mẹ đủ vui rồi. Tại vì ba mẹ biết rằng cái nơi đó là nơi thiện lành mà ba mẹ mong mỏi con đi tới. Bây giờ con đi tới con nói con không hiểu tiếng Việt, không có sao hết, ít nhất con cũng thấy được hình ảnh chùa, và con biết đây là văn hóa truyền thống. Con chưa nghe được cái tiếng nhưng mà con hiểu được cái cảnh. Rồi mai mốt mà ba mẹ có 100 tuổi già thì con biết con phải đi về đâu để tìm người giúp đỡ lo lắng cho ba mẹ, và con tiếp tục con duy trì những cái đó cho ba mẹ. Cho nên cái món quà mà các con có thể tặng cho ba mẹ được là cùng với ba mẹ đi chùa, hay là một tháng con cùng với ba mẹ ăn chay một ngày. You can join your family, your parents for a full day of vegetarian to show your love, to show your communication. Đó là đồng tính. Rồi thứ hai là gì? Rồi đồng giới. Đồng giới nghĩa là vợ chồng cùng cái xí chí nguyện tu hành với nhau. Thí dụ như là Pháp Hòa thấy nhiều khi vợ quy y, chồng không chịu quy y. Rồi cái vợ vô chùa nói con ghi lên luôn cho ông xã con quy y, nhưng mà ổng biết vậy đó, quy y giùm mà. Có không? Có vụ quy y giùm. Cái đó là tại vì vợ thương quá, muốn chồng mình cũng quy hướng Phật Pháp. Nhưng mà có một cái nỗi khổ là nhiều khi vợ không nói ra được. Cho nên nếu nhiều khi á, vợ chồng mà coi phim mà vợ mà nghe giảng là cũng cả một vấn đề. Cho nên rất là khó. Thì bây giờ mình cùng với nhau, Phật dạy để hạnh phúc gia đình mình tăng trưởng, mình chịu khó một chút. Pháp Hòa ví dụ như là có nhiều khi vợ tu á, cũng đừng, hay là cha mẹ tu á, cũng đừng bao giờ từ chối những cái bữa tiệc con cái mời. Có nhiều khi con cái mời đi ăn, nói thôi ba mẹ ăn chay, ba mẹ không đi. Đừng có đặt cái chuyện đó là quan trọng. Cái quan trọng là mình đi với con cái. Còn cái chuyện mình ăn cái gì là tùy theo cái thích của mình. Thí dụ như mình ăn salad, mình ăn cái gì là chay mình cứ ăn. Mà cái quan trọng là con cái muốn có sự có mặt của mình thì mình không nên từ chối. Mình muốn con mình đồng tính, đồng giới với mình, mà mình không đồng với con thì làm sao được. Quý vị nhớ là Phật đi về với chúng sanh, chứ hiếm khi chúng sanh về với Phật. Mình là quên Phật dễ dàng, chứ còn Phật đâu có quên mình. Cũng giống như là mình nhớ người yêu mình nhiều hơn, chứ ít khi nào mình nhớ cha mẹ.
Nguyễn Bính cũng có câu đó: mẹ cha thì nhớ thương mình, mình đi thương nhớ người tình xa xôi. Thành thử ra bây giờ quý vị biết á, cái chữ đồng ở đây có nghĩa là đôi khi nếu mình thấy người kia chưa đi đồng với mình thì mình chịu khó lui về để mình đồng với người ta. Cái tu là cái chỗ đó. Mình có thể chạy bộ thì cũng chẳng xá gì phải đi bộ. Mình chạy còn được mà huống chi đi bộ, mà trong khi người ta chỉ đi bộ thôi. Thì thay vì mình đi bộ mình chạy trước thì thôi mình lui lại mình đi. Quý vị để ý nha, có nhiều khi á, hai vợ chồng đi chung đi chợ, ổng đi ta te ra trước, đi trước cho rốt cũng đứng đằng kia ổng ngồi chờ. Có không? Có gì không đi nhanh. Cho nên nhiều khi có cái câu ta mới nói đó: muốn đi cho mau tới thì hãy đi một mình, còn muốn đi tới đích thành công thì đi chung. If you want to arrive sooner, you go by yourself. If you want to completely successful, go together. Cho nên mình đi, mình là người tu. Bây giờ tạm thời mình nói mình có tu đi, ông kia có tu, bà kia chưa tu đi, mình tu. Thì mình là người có tu thì không chấp trước chi những người chưa tu, mà mình phải đồng mình với người đó để mình cảm hóa được người đó. Hồi Pháp Hòa đi học high school, đi vô trong lớp, trong trường á, những người bạn cùng lớp không bao giờ gọi Pháp Hòa là ông thầy tu. Một là gọi chú tiểu, hai là gọi tên nói chuyện. Mà có một đứa bạn học, nó mới bắt đầu biết Phật thôi, nó đi tới đâu ta kêu: ê ông thầy tới kìa. Tại nó gặp ai nó cũng giảng hết đó. Còn những đứa bạn cùng một lớp với Pháp Hòa đó, nó ngồi ở ngay cái locker, nó ăn, Pháp Hòa cũng ngồi dưới đất ăn với nó. Nó vô trong cái quán cafeteria, cái canteen nó ăn, Pháp Hòa cũng vô ngồi đó. Thì nó ăn gì nó ăn, mình cứ lấy bánh mì, tàu hũ, bánh mì, chả lụa mình ra mình ăn bình thường. Mà riết rồi từ từ nó đi theo Pháp Hòa về chùa. Thì Pháp Hòa muốn nói như vậy để thưa với đại chúng là trong gia đình của chúng ta cũng vậy. Mình đôi khi á, mình hướng con chiều à, trời ơi sao con tu quá, mười người già con chịu tu. Bây giờ mình phải nhìn lại cái cách đi của mình. Mình đi kiểu đó sao ta đi nổi. Chủ nhật ngày có mấy tiếng đồng hồ mà niệm Phật hết 6 tiếng rồi. Bắt niệm Nam Mô Di Đà Phật 6 tiếng đồng hồ. Rồi đi vòng vòng nữa, rồi lả người, rồi làm gì nổi nữa. Cho mình tu làm sao có giờ có giấc để người thân của mình cùng tu được với mình. Bây giờ con mình không ăn chay được nhiều, một tháng ăn ngày ăn chung. Mà đừng có rằm mùng 1 gì hết. Không cần rằm mùng 1. Thí dụ như mỗi thứ chủ nhật hay mỗi thứ hai ăn chay đầu tháng, cái thứ hai đầu tháng nấu một ngày chay đó cả nhà cùng ăn. Cái đó là Bồ Tát quyền thừa, là những vị Bồ Tát biết ứng dụng phương tiện đi gần với chúng sanh. Cho nên xin thưa, tại sao các Bồ Tát có tóc, Quan Âm có tóc, Thế Chí có tóc, Văn Thù có tóc, Phổ Hiền có tóc, rồi đeo vàng vòng tùm lum, nói Bồ Tát tu biểu Phật tử đừng đeo, Bồ Tát đeo tùm lum. Nó có cái ý là tượng trưng rằng Bồ Tát độ chúng sanh thì không rời chúng sanh. Chúng sanh để tóc mình cũng để tóc, chúng sanh đeo những cái đó mình đeo. Ý tượng trưng là Bồ Tát là lân mẫn gần gũi với chúng sanh, chứ chúng ta không rời chúng sanh được. Thí dụ bây giờ quý thầy đi giảng kinh, giảng pháp, mà lúc nào cũng đem kinh ra nói, quý vị nghe sao vô. Thỉnh thoảng cũng phải nói chuyện đời sống hàng ngày gia đình qua lời của Phật dạy. Mà đạo Phật là đạo cho con người sống tốt, sống vui, sống hạnh phúc là đúng với đạo Phật. Còn đạo Phật mà để nói xong rồi mình lơ lửng trên mây không là không phải của đạo Phật. Đạo Phật là đạo cho con người. Con người còn ăn, Phật dạy ăn mà ăn có chánh niệm. Con người còn có gia đình, sống với vai gia đình, vợ chồng con cái, thì Phật dạy những bài kinh liên hệ tới vợ chồng con cái, chẳng hạn như kinh Thiện Sanh. Con người còn làm ăn buôn bán, có chủ có tớ, Phật dạy một bài kinh chủ đối với tớ, tớ đối với chủ. Thí dụ Phật dạy là người chủ đối với người làm nè, phải sử dụng người làm cho đúng cái khả năng của họ,
phải trả lương cho đàng hoàng, không ép công ép sức người ta. Thỉnh thoảng thấy người ta mệt mỏi phải cho người ta nghỉ ngơi. Gia đình người ta hữu sự, chủ phải quan tâm. Phật dạy vậy đó. Rồi Phật dạy người làm đối với chủ phải tận tâm làm việc cho chủ. Phải coi tài sản của chủ như của mình để mình giữ gìn, không tán hao của chủ, không vì giận chủ mà làm cho nó tiêu. Rồi phải làm cho đúng việc, đúng cái đồng lương mà người ta trả cho mình. Cho nên Đức Phật là một con người. Đức Phật là một con người, sanh ra trong con người thì Phật phải nói chuyện con người. Phật phải học tiếng nói của con người. Ý nó học tiếng nói tức là con người nói như vậy, Phật nói vậy. Cho nên Phật dạy Phật tử thọ ngũ giới. Ý thức được khổ đau, đừng giết người hại vật. Ý thức được lẽ không công bằng, cho nên không trộm cắp. Ý thức được sự mất hạnh phúc của mình, của người, cho nên không tà hạnh ngoại tình. Có vợ có chồng rồi là không quan hệ tình cảm với người khác. Cho nên Pháp Hòa thường hay nói, người ta đã không đồng với mình rồi, người ta đi từ từ, mình cứ chạy hoài bắt người ta đi, chạy theo sao? Lùi lại chút đi, đi bằng với người ta. Mình muốn độ chồng con mình, độ từ từ. Cái đó gọi là đốn ngộ mà tiệm tu. Đốn ngộ là tu, đốn ngộ tức là ngộ cái phốc rồi đó. Nhưng mà tu, tu từ từ. Như quý vị đốn ngộ rồi, giờ hiểu rồi, đời là vô thường, sống nay chết mai, đó đốn ngộ đó. Nhưng mà tiệm tu là sao? Bắt đầu tập ăn chay, tập niệm Phật, tập tụng kinh, tập nhẫn nhục, là tiệm tu. Có nhiều khi mình nhẫn được 5 lần, chửi 1 lần thôi cũng được, hồi xưa chửi 6. Tu, tiệm tu là vậy. Cho nên thưa đại chúng là đồng tính, đồng giới. Giới có nghĩa là gì? Tức là những gì chúng ta giữ, và chúng ta hãy đồng với nhau mà làm. Rồi cái thứ ba là gì? Đồng bố thí. Đồng bố thí là sao? Là vợ chồng phải chia sẻ với nhau. Pháp Hòa nói ví dụ nè, đừng có nghĩ là có tiền đem cho người ta mới kêu là bố thí đâu. Vợ chồng trong gia đình, con cái trong gia đình vẫn bố thí cho nhau được. Ông chồng đi làm về thấy nguyên một xinh chén, bố thí cho vợ 10 phút đi, rửa cái xinh chén đó lên. Vợ về tới nhà thấy chén bát sạch sẽ, thoải mái vô nấu ăn, cười cái hề. Mình biết rất rõ, một lát bà về mệt mà bà thấy cái đống chén này bà còn bực nữa. Mà con bực nhất nữa là ăn cơm rồi không giựt nồi điện cơm điện ra, hết cơm mà vẫn để cái lò đó, cái lửa đó. Rồi có nhiều khi múc canh ăn hết rồi để cái nồi yên trên đó, không chịu bưng xuống để xin bỏ nước vô cho nó ngâm giùm tôi, cho tôi rửa cho nó khỏe. Cứ lúc chút vậy mà có chuyện chứ có gì đâu. Thành nữ ra đi về đi, nói tôi đi làm về mệt. Cái bà nói bộ tôi không mệt hả? Tôi không mệt hả? Tôi cũng phải nấu ăn vậy. Phải không? Thành thử ra mình biết mình mệt thì người khác cũng mệt. Rồi bây giờ mình giúp cho người đó bớt cái bực, bớt cái buồn, bớt cái tức, gọi là bố thí rồi. Cho nên á, Đức có một người đó tới gặp Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, sau kiếp này con khổ quá, con nghèo quá. Đức Phật nói tại đời trước ông không bố thí, với lại tại đời này ông cũng thiếu bố thí. Bạch Đức Thế Tôn, con nghèo quá, con không có của để bố thí. Tôi đâu có biểu ông bố thí tiền bạc. Ông bố thí nụ cười được không? Gặp ai ông cười ông chào ông làm được không? Nói dạ bạch Đức Thế Tôn, con làm được. Thế ông dư của bố thí. Ông bố thí nhang được không? Nhang là gì? Là nhan sắc. Gặp người ta cười vui lên chứ gì đâu mà lạnh ngắt. Rồi bố thí gì nữa? Bố thí tâm lực, thấy người ta khổ mình gia tâm. Bố thí sức lực giúp đỡ người ta, thấy người ta bưng cái bàn ta kêu nặng nặng nặng, mình làm biết nặng nghe, tránh ra mà ta kêu muốn chết. Thay vì mình thấy người ta nặng mình lỡ đỡ cho người ta, người ta đỡ không, miệng thì kêu tránh ra mà thiệt mình cũng tránh luôn. Trời ơi, nhiều khi bực muốn chết. Cho nên ở chùa Pháp Hòa cứ nghe lâu lâu mấy cô mấy chú lên ngồi, trời ơi con bực ông chồng con quá. Thí dụ vậy.
Cho nên cái chữ đồng bố thí á, rồi nhiều khi á, vợ chồng sống chia sẻ, gia đình mình bây giờ qua nước ngoài hết rồi, sự ân cần giúp đỡ thì có thể giảm đi, nhưng có thể chồng mình hay vợ mình có một số người thân còn ở bển, mình cũng nên nhẹ nhàng năm cho ít trăm gửi về giúp gia đình. Tại mình người ta không giúp gia đình, người ta cảm thấy khó chịu. Có những cái trường hợp nó xảy ra không có cùng bố thí, cho nên nó thành ra những cái buồn khổ, rồi bên nhà trách móc đủ thứ hết. Rồi đồng thời á, khi mà mình làm được việc gì lành á, mình nên chia sẻ với nhau, thấy ai khổ chia sẻ với nhau. Giờ dĩ nhiên mình làm trong cái khả năng của mình, gọi là đồng bố thí. Rồi cuối cùng là gì? Đồng trí tuệ. Đồng trí tuệ là sao? Là vợ chồng á, nếu mà cùng một hiểu biết với nhau nó đỡ lắm. Cho nên á, nhiều khi quý vị thấy, bây giờ mình đừng có nói chi xa nha, vợ thì người miền Nam, miền Tây, chồng thì đỡ tuốt ngoài Bắc á. Thành thử gặp nhau mà hồi nào giờ hai bên chưa có đi về Bắc, mà kẻ cũng chưa đi về Nam, mà nhiều khi muốn nói chuyện cũng khó nữa. Vợ muốn nói cây dừa sông Hương, cây dừa sông nước của miền Tây nói không được, tại chồng biết. Rồi chồng muốn nói Hồ Hoàng Kiếm, nói gì nói cũng không được. Đó, mình nói cái chuyện gọi là không cùng một cái địa phương với nhau thôi. Huống chi là nếu cái hiểu biết nó chênh lệch. Cái chữ hiểu biết này có nghĩa là chúng ta cùng mở lòng học hỏi. Có nhiều khi á, cái đứa con nó về nó nói cho mẹ nghe những khó khăn của nó. Mới vừa nói thôi, ông định nói cho, thôi tôi cũng cần biết chuyện của nó, nó nói với bà này, bà giải quyết cho nó đi. Rồi cứ như vậy hoài thì mình hoàn toàn không biết gì đứa con hết. Rồi làm sao mình cùng chia sẻ? Bởi nhiều khi có những cái vợ thấy không tới. Cho nên á, trong nhà Phật chúng ta có những danh từ Phật nhãn, Pháp nhãn và Tăng nhãn. Tăng nhãn là cái thấy chung của tất cả mọi người. Mọi người phải cùng một cái thấy, mà mỗi người thấy một khía cạnh thì đóng góp lên cho cái tăng thân, cho cái đạo tràng, cho cái nhóm của chúng ta, cho cộng đồng chúng ta thêm mạnh. Thì hôm nay nó tóm lại, Pháp Hòa muốn nói với đại, muốn thưa với đại chúng là trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta đều là những cái tương duyên để gặp nhau hết, từ đời cho tới đạo. Và chúng ta gặp nhau bằng nhiều cách, và chúng ta hãy trân quý những cái duyên mà chúng ta gặp nhau. Và khi gặp nhau sống chung thì không thể nào không có những cái va chạm. Bởi người ta thường nói á, hội thì phải hợp, có hội thì phải hợp, phải không? Mà hợp thì phải sao? À, hợp thì phải hành, hợp hành. Mà có hợp thì phải có tranh cãi. Cho nên mà hãy có đụng thì phải chạm, có chạm thì mới đụng, kêu đụng chạm, phải không? Mà thường chúng ta thường gọi nhau là đại chúng, mà đại chúng là đụng trái. Vậy cho nên mình gặp nhau thế nào cũng có những cái chuyện như là bất đồng với nhau, rồi giữ cái im lặng lạnh ngắt với nhau, hay là bộc lộ những cái giận tức với nhau, rồi để có thậm chí nhiều khi mới đầu hợp tác làm việc nhưng cuối cùng hợp tác không thành do giận, do buồn phiền với nhau, rã cũng có. Mà chính cái rã đó bắt đầu sao? Xe nhỏ đó. Thành thử ra trong cộng đồng, gia đình cho đến tất cả mọi việc, nếu chúng ta thiếu cái hiểu của tương duyên, của thông cảm, của tương đồng. Bây giờ đồng cái gì? Đồng tính, đồng giới, đồng bố thí, đồng trí tuệ. Có nhiều khi mình làm việc, mình phải mở lòng và thông cảm cho những công việc của nhau. Có nhiều lúc á, mình không giải quyết mà vợ hay chồng giải quyết, khoan hãy giận tức. Lý do nào chồng mình giải quyết như vậy? Chúng ta nghe rồi chúng ta cũng có thể mở lòng thông cảm. Thưa đại chúng, Đức Phật là một người thầy chứ không phải một ông thần.
Đức Phật là một người thầy sanh ra như chúng ta, lớn lên và cũng ăn, uống, ngủ, nghỉ, hít thở như chúng ta. Vì vậy cho nên Đức Phật rất hiểu chúng ta, và Đức Phật cung ứng cho chúng ta những cái bài pháp ngắn gọn để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống. Chỉ cần gia đình mình có yên thấm hạnh phúc thì đạo sẽ hạnh phúc. Bởi vì nếu mà gia đình mà hạnh phúc là do đâu? Do mình học đạo mà mình thực hành. Mà nếu mình muốn đạo Phật, nói chung đi thôi, tạm thời hiểu là đạo Phật của mình hưng thịnh, thì mỗi gia đình phải học đạo, tu đạo, để có ngày gia đình cùng chứng đạo. Mà cái chữ chứng đạo đó là gì? Đó là chúng ta làm đúng cái bổn phận của mình. Cho nên nè, ngày nào chúng ta tụng bài cuối cùng nè: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Phải không? Đệ tử là mình và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Người kia cũng cần trọn thành cái Phật đạo. Mình cũng phải sống để trọn thành Phật đạo. Nếu chúng ta biết hồi để trước khi chúng ta hướng, thì cả hai đồng thành Phật đạo. Mình sống, mình đừng có chỉ biết mình. Mình biết mình gọi là hồi, mình biết luôn cả người gọi là hướng. Mà hồi hướng mà có đủ thì có phải cả hai đồng thành Phật đạo không? Mình đừng có mình được phần mình, nhưng mình cũng phải nghĩ phần của người. Cũng giống như mình đi chợ, ai mà không biết đi chợ mua thức ăn, mua vật chất, là mua đồ đạc, là người bán phải có lời, không? Nhưng mà mình đừng có chèn ép người ta quá, để người ta có chút lời người ta sống. Tại vì có đó là cái luật của buôn bán ở thế gian này. Và người bán cũng phải bán giá cả sao cho người ta dễ mua. Đó, sống làm sao trước khi hướng thì phải hồi. Cho nên kêu hồi hướng. Hồi là mình quay trở lại, hướng là mình đưa hướng về người. Mà tối ngày mình cứ hướng người mà mình quên hồi thì không thể nào thành Phật đạo được. Cho nên cái bài đó, tại sao chúng ta tụng mỗi khi chúng ta làm xong một công đức? Bởi vì chúng ta phải hồi lại mình. Hồi lại mình như thế nào để trước khi mình hướng về người? Chúng ta phải hồi cái nhân để chúng ta hướng về cái quả. Hồi cái nhân là sao? Mình làm việc này nè, thì cái quả nó sẽ như thế nào? Mà mình hồi được như vậy gọi là hồi nhân hướng quả. Nhiều khi một việc làm rất nhỏ nhưng mà thành công rất lớn, cái đó gọi là hồi tiểu hướng tha. Nhịn có một câu thôi mà biết bao nhiêu sự bình an sẽ tới. Tại sao không nhịn? Nhiều khi mình nhịn một câu thôi, hoặc là mình chịu khó mình bước ra khỏi cái môi trường mà nóng nảy đó thôi, mọi việc sẽ an ổn vô cùng. Cái đó gọi là hồi tiểu hướng tha, hay là hồi nhân hướng quả, hay là hồi tiểu hướng đại. Hồi cái sự, trời ơi, tại tôi sao tôi phải chịu lỗ? Không sao, lỗ một chút mà nhiều người lời, thì cái đó gọi là gì? Hồi sự hướng lý. Cái lý là mình muốn cái gì? Có đôi khi mình phải học cái câu được phần người thì phần ta phải hẹp. Phần mình hẹp một chút. Cho nên thưa đại chúng, Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè: nếu mà bữa nay không có đông người thì mình thênh thang một cõi, mà hễ đông người thì mỗi người nhích một chút, phải không? Tu là tu rỉ mà. Cho nên mình mới tu rỉ đó. Rồi tu rỉ chưa đủ, phải ma ha tu rỉ nữa. Tu đến là tu rỉ đến khi nào ta bà ha. Mà hồi xưa ta không đọc tu rỉ, ta kêu tu lợi. Tu là có lợi. Không tu là không lợi. Mình nhịn được một lần, khổ qua một lần, nghiệp bớt một lần. Thử bây giờ mình không nhịn coi, ân oán giữa mình với người đó chuốc thêm. Rồi người ta đâu có chịu thua, người ta leo lên nữa, ta làm nữa.
Cho nên bây giờ mình ngẫm lại bốn câu đó để chúng ta tìm ra một cái then chốt sống cho mình. Nguyện đem công đức này, công đức mà mình sống như thế nào, mà mình nói là hướng về khắp tất cả, nghĩa là tâm mình rộng quá. Những gì mình làm là mình muốn sống cho tất cả mọi người. Thế thì chúng ta phải hồi, phải tập hồi để trước khi hướng. Hồi hướng như thế nào để mình và người đều thành Phật đạo. Theo Pháp Hòa được biết thì sau khi cái buổi cơm trưa thì lúc 2 giờ chúng ta sẽ trở lại đây để có một buổi sinh hoạt nữa. Và để cho cái buổi sinh hoạt được vui cũng như là đúng như những gì đại chúng cần hiểu, thì quý vị có thể viết câu hỏi của mình, và những câu hỏi nào chỉ liên quan đến sự tu học của mình trong đời sống hàng ngày thì chúng ta viết lên và chúng ta cùng học hỏi với nhau thêm một buổi nữa, để chúng ta không có uổng phí cái thời gian hôm nay chúng ta được gặp nhau như thế này. Và trước khi dứt lời, xin một lần nữa con được cảm ơn quý thầy, quý sư cô cũng như ban tổ chức ở đây và toàn thể đại chúng đã cho Pháp Hòa cơ hội về đây thăm tất cả quý vị cũng như chia sẻ những gì trên bước đường tu học của mình. Và trong thời gian chia sẻ, nếu có gì sơ sót, kính mong đại chúng thương tình bỏ lỗi cho. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày 23 sắp tới đây á, theo cái truyền thống Việt Nam là chúng ta làm lễ cúng ông Táo, và chúng ta thường gọi là đưa ông Táo về trời. Và đây là một cái phong tục của người Việt cũng như là của người Trung Quốc, người Hoa. Tiếng Anh dịch ông Táo là Kitchen God. Và ngày xưa người ta kể một câu chuyện, có một cái ông đó, ông tên là Trọng Cao, cưới vợ tên là Thị Nhi. Hai vợ chồng sống với nhau một thời gian mà không có con. Cho nên rồi ông này ông buồn, ông có job ông làm á. Ông buồn, ông cứ đi nhậu nhẹt hoài, thì mỗi lần mà nhậu nhẹt về thì ông đánh vợ, ông chửi vợ. Thì cái cô vợ một thời gian chịu không nổi, thì một ngày nọ cô đi lang thang, bỏ nhà ra đi. Thì trong khi mà đi như vậy đó, thì cô định cư ở một cái nơi xa nhà, và cô quen biết một người đàn ông khác. Ông này tên là Phạm Lan, và hai người kết thành vợ chồng. Thì cái ông chồng trước đó, tức là ông Trọng Cao đó, vì hối hận cho cái việc là mình đánh vợ, chửi vợ, để cho vợ phải bỏ nhà ra đi, cho nên ông buồn, ông mới lang thang, ông đi kiếm vợ. Kiếm hoài không có ra, mà tiền thì hết, rồi cuối cùng không còn tiền thì phải đi ăn xin. Thì một ngày nọ ăn xin tới cái nhà của người vợ trước, và cô vợ bước ra nhìn thấy ông, người thì rách rưới, mặt mày thì tèm lem, nhưng mà biết đó là chồng mình, cho nên cũng mời vô rồi cho ăn uống. Trong khi dọn cơm ăn như vậy á, thì ông chồng Phạm Lan, ông chồng sau đi về tới. Bà sợ quá, sợ chồng hiểu lầm, mới đẩy ông chồng trước đi vô trong cái bồ lúa nứt. Không dè tối hôm đó, không phải là bồ lúa mà cái bụi rơm nứt, thì tối hôm đó ông chồng đốt cái đống rơm đó để dọn dẹp sau đó. Thì bà vợ thấy ông kia nứt ở trong kia mà bị đốt như vậy đó, nhảy vô đó để mà cứu. Thì ông chồng đứng ở ngoài này thấy vợ mình nhảy vô đó cứu vậy, thì cũng muốn cứu vợ mình, cho nên nhảy vô cứu. Rồi cuối cùng ba người chết cháy ở trong cái đám lửa đó. Thượng Đế Ngọc Hoàng thấy tội ba người chung thủy tình cảm với nhau, cho nên cho ba người làm ba ông thần.
Một ông thì làm thần đất, giữ đất đai. Một ông thì làm thần nhà, giữ nhà, giữ cửa. Còn bà vợ thị nhi thì làm gì biết không? Làm thần bếp, đi chợ, đi búa. Giờ bà thần đó có trong nhà mình đó. Thì cái câu chuyện đó là câu chuyện để người ta nói lên đó. Cái thường thường ta nói là có tích mới dịch nên tuồng. Mình làm gì thì phải có sự tích. Nhưng mà ở đây á, cái câu chuyện nó thật hư mình không có biết. Nhưng mà mình biết rằng ông bà mình ngày xưa đã bày ra cái ý nghĩa thờ ông Táo. Mặc dù á, có nghĩa mình nói là cái này là mê tín, nhưng mà thật sự đây là một cái tín ngưỡng của dân gian. Nó mang cái ý nghĩa, nếu mà mình thấy cái đó truyền thống nhiều đời, mình có thể khai triển để chúng ta học hỏi từ cái ý nghĩa thờ ông Táo. Mình không có thờ của ông sao, không có bắt buộc là phải có bàn thờ ông Táo. Và thậm chí quý vị không đưa ông Táo cũng không sao, có đưa cũng được, không đưa ông cũng về. mà đưa cũng phải rước. Thì cái chữ đưa đây là gì, ông Táo là gì? Bởi vì chúng ta quan niệm ông Táo là một vị thần ở trong nhà của mình. Ông coi ngó việc nhà cửa ẩm uống của mình. Đặc biệt là quý vị thấy chúng ta thường nói ăn ở, phải không? Nhà thì mình ở và mỗi ngày chúng ta ăn. Như thế thì người Việt chúng ta đã dùng cái từ là ăn ở làm sao cho coi được. Cái câu đó nó sâu sắc lắm. Nó không có nghĩa là ở nhà cao cửa rộng, nó không có nghĩa là ăn ngon mặc đẹp. Mà chúng ta ăn ngon thì chúng ta phải xử sự với nhau cho đẹp. Thì ông Táo là cái người coi sự ăn ở của mình, coi cái đạo đức của mình để ghi chép rồi tấu trình. Cho nên đâu mỗi năm chúng ta tiễn, có nghĩa là chúng ta đưa cái cũ rồi chúng ta chuẩn bị đón cái mới. Thường thường Việt Nam mình á, cả năm không lau cửa sổ, đợi Tết mới lau. Mà quý vị để ý có nhiều khi Pháp Hòa khổ nghe lắm, quanh năm thôi mình chia việc rồi mình làm đi, không cứ đợi cuối năm làm à. Một lần nhưng mà làm từ trên xuống dưới, làm ngày này qua ngày kia. Nhưng mà nó có cái không khí mà thấy nhộn nhịp. Thì chúng ta phải quan niệm là đưa ông Táo rồi, đưa ông Táo đi rồi. Và mình phải cúng nha. Cúng chi biết không? Để ông lên ông nói tốt. Này giống hơi lộ. Lên ông nói tốt. Rồi trong cái mâm cúng đó, chúng ta bày chè, xôi, bánh mứt gì cũng được. Nhưng mà trong đó mình có cúng con cá chép. Mà đúng luật đó là mình phải đi mua 3 con cá chép, cúng xong rồi đem ra sông thả, gọi là phóng sanh, tạo phước. Có người thì quan niệm là thả cá chép để ông Táo cởi cá chép về trển. Nhưng mà cái chữ cá ở đây là gì? Bởi vì con cá, mà đặc biệt là phải là cá chép, bởi vì con cá chép nó có khả năng, nó vượt tất cả những cái khó khăn để nó đến được cái gì? Cái vũ môn quan. Hôm nào mình sẽ nói chuyện cá chép. Trong con cá chép đó nó ngậm một hạt ngọc để nó vượt tất cả những chướng ngại, để nó đến được cái chỗ gọi là cá hóa long. Khi nó đến được vũ môn quan là nó hóa long. Cũng như thế, trong cuộc sống hàng ngày, 3 thế hệ, cha mẹ, ông bà, cha mẹ, con cái, phải cùng nhau, mỗi người ai cũng có một hạt ngọc, tức là một cái bầu tâm huyết để vượt mọi khó khăn, để hóa những cái khó khăn thành ra những cái gì? Sự học hỏi, là đến đó là chúng ta hóa long. Ý của cái câu đó muốn nói là để chúng ta vượt cái khó khăn đến cái chỗ an vui. Quý vị thấy con cá là nó mềm mỏng, nó lướt được hết. Cho nên ở nhà chùa mới hắt cái mỏ bằng con hình con cá.
khắc hình con cá trên cái mỏ là tượng trưng cho người tu của chúng ta phải uyển chuyển mềm mại, có thể lấp lướt tất cả mọi khó khăn bằng sự tỉnh giác của mình. Vì cá ngủ không có nhắm mắt, con cá không có nhắm mắt là tượng trưng cho chúng ta luôn luôn phải tỉnh giác, tỉnh thức để vượt tất cả mọi khó khăn và uyển chuyển. Chỉ có người nhu nhuyễn uyển chuyển mới có thể thành công được việc lớn. Cho nên cái ý nghĩa tiễn ông Táo và rước ông Táo tượng trưng cho đưa cái cũ để làm gì? Đón cái mới. Và chúng ta thường dùng cái từ tiếng Hán là tống cụ nghinh tân. Mỗi một năm mình tiễn cái cũ đi. Thật sự ra nhà mình năm nào không chuyện này cũng chuyện kia. Bởi vì sao? Bởi vì chung thì phải chạ. Chung chạ đó là nó chạm với nhau, chung thì đụng. Không, hợp bàn thì phải cãi. Bàn cãi, chung đụng. Nó có cái điện, nó cái gì nó cũng có cái mặt sau của nó. Tiền thì bạc, tàu thì bè, xe thì cổ, máy thì móc. Cho nên hiểu được như vậy, cho nên chúng ta hoan hỷ thả hết, xả ra hết, cũng giống như mình lấy cái chép mình thả dưới nước vậy. Thả ra cho nó trôi cho dòng nước, để nó lướt tất cả những khó khăn nó tới cái vũ môn quan, để nó hóa long, tức là mình chuyển hóa bản thân và gia đình. Cho nên nếu mà chúng ta hiểu được cái ngụ ý, hay là chúng ta tìm ra được những cái đạo ý trong đó, thì chúng ta có cúng cái đó, mượn cái sự để hiển cái lý. Nhà Phật dùng cái tiếng gọi là mượn cái sự để hiển cái lý, mượn cái giả để nói cái chân. Cũng giống như mình nói là người Việt Nam của mình lúc nào mà hội họp thân tộc dòng họ đến là lúc nào? Chỉ khi nào cúng dỗ. Vậy thì mượn cái ý nghĩa cúng dỗ để huynh đệ gia đình mọi người sum họp lại. Còn không có cái dỗ thì ít khi nào. Đám cưới thì lâu lâu mới có, mà thí dụ người nào đông con 20 năm cũng hết. Cưới mọi người thăm gả đi cũng hết. Nhưng mà dỗ thì sao? Hoài hoài. Cho nên mượn cái dỗ để làm cái ý nghĩa để mà tụ họp gia đình. Còn cái ý nghĩa gì nữa? Hồi nãy Pháp Hòa thưa với đại chúng, ông Táo là cái người coi chuyện ăn ở của mình. Vậy thì chúng ta mỗi ngày chúng ta phải ăn ở như thế nào? Và cái chữ ăn ở đây không chỉ có nghĩa là mình ở và ăn thường lệ, là cái cách chúng ta hành xử và sống với nhau. Không phải chỉ người thân mà luôn cả những người xung quanh. Ông Táo ghi hết. Còn nữa, cái nhà bếp đó, là cái nơi mà quy tụ gia đình. Quý vị để ý, ngay ở trong chùa, Phật tử mà lên thắp nhang lại Phật, cho dù chùa nào mà có 10 cái bàn thờ, Phật tử đó bỏ thì giờ ra lại 10 bàn, mỗi bàn 3 lạy, rồi cho thắp nhang khấn vái gì cao tay lắm là chắc nửa tiếng tới 40 phút lặn vòng rồi đó nha. Rồi suốt cả ngày cứ lẩn quẩn dưới bếp. Rồi ở nhà của mình, nếu hôm nào mình mà nghỉ làm mà không đi làm của mình ở dưới bếp mấy lần. Rồi hôm nào mình đi làm về, dù ngày thường đi làm mệt mỏi, nhưng mà mình để ý của mình ở dưới bếp mấy tiếng. Đi về là mình nấu ăn nè, nấu ăn xong phải rửa dọn nè, rửa dọn xong rồi phải làm gì để chuẩn bị thức ăn để ngày mai đi làm. Chưa hết, sáng ngủ dậy trước khi đi làm vô bếp một cái, ngoài cái chuyện pha cà phê pha trà còn làm gì phải không? Dở cái freezer coi chiều nay ăn gì, chuẩn bị bỏ xin tiếp. Như vậy thì quý vị thấy mỗi ngày chúng ta liên hệ tới cái bếp, mà cái bếp mà còn nổi lửa
Còn có nấu có nghĩa là gia đình mình đang đầm ấm. Mà ông bà mình ngày xưa thường dùng cái từ là hãy giữ lửa trong nhà, bởi vì lửa đó là hạnh phúc. Nếu nhà mình còn nấu cơm có nghĩa là còn người ăn cơm. Mà còn người ăn cơm mà ăn lúc nào? Ăn buổi chiều, vì buổi chiều là giờ sum họp cả gia đình. Cho nên cái buổi cơm trong gia đình rất quan trọng. Có thể chúng ta ở đây đi làm 7 ngày hay 6 ngày hay 5 ngày, cái cơ hội ăn cơm chung nó hiếm. Nhưng nếu mà chúng ta sắp xếp được ngày chủ nhật buổi chiều không ai còn đi làm đi học, làm sao có được một buổi cơm chiều với nhau ít nhất một tuần một lần. Đó là nói ít nhất. Chứ còn nếu không là tốt nữa là mỗi ngày. Tại sao? Tại vì bữa cơm đó là cái bữa cơm sum họp. Khi cái người nấu là họ nấu bằng cả cái tình cảm của người ta. Pháp Hòa ví dụ, có bao giờ mấy cô nấu ăn mà biết chồng mình không thích mà cứ nấu món đó không? Thường thường mình nấu món gì á, là mình biết một trong những người thân của mình thích những cái món này mình nấu. Thí dụ như chồng mình thích rau xào này, con mình nó thích món canh kia, thì thường thường mỗi ngày mình nấu hầu như 3-4 món đó phải có món cho một người. Và nhiều khi cả gia đình cùng thích, cho nên cái món đó mình thường nấu nhất. Mà thường nấu cho nên mình sao? Điêu luyện. Như vậy thì thưa đại chúng, khi chúng ta nấu ăn là một pháp thực tập, một lúc chúng ta bày tỏ tình cảm. Cho nên nếu ai có ăn bữa cơm đó, nếu mà biết cái món canh đó là vợ hay người nào đó nấu cho mình, nhưng hôm nay nấu lỡ tay hơi dở, chúng ta phải ăn cái tình cảm đó, mà chỉ đừng có ném cái thức ăn đó không, chê cái người ta mất hết trơn. Cả buổi chiều người ta mệt, giờ ta nghe xong ta mệt hơn. Cho nên mình phải thấy cái người nấu ăn là bằng cả cái tình cảm của người ta. Và đôi khi trong khi đứng nấu mà nhắc tới người đó, con trai tôi nó thích ăn món này lắm, con gái tôi nó thích ăn món này lắm. Tại sao Pháp Hòa biết? Tại vì nhiều lúc mấy bác vô chùa nấu, Pháp Hòa nghe câu đó. Thậm chí mấy bác biết Pháp Hòa thích cái món đó, mấy bác hay để dành cho cái món đó và nấu cho món đó. Tuần rồi bác cho nhiều từ làm bánh dày đậu, bác làm rất là ngon. Mà lúc nào bác mà làm á thì Pháp Hòa cũng sẽ có vài cái. Mà bác sợ mình để trước đó, mà bác sợ mình không biết, để thêm chữ nó phần thầy. Dễ thương lắm. Mà bác nào trong chùa cũng vậy. Bác Trúc Hiền mà biếu mà thích ăn lá tía tô, cho nên lúc nào có lá tía tô bác hay để dành cho họ vài lá. Thí dụ vậy. Cho nên tất cả những cái món ăn mà nếu người thân của mình làm ra cho mình đó, thì chúng ta phải nên nhận diện rằng người đó đã làm việc này bằng tất cả tình thương của người đó. Quý vị để ý đi, rồi quý vị sẽ thấy. Cho nên nấu ăn là cái giờ phút bày tỏ cái tình cảm và tình thương của mình. Vì vậy cho nên khi ăn, chúng ta đừng ăn qua loa. Có nhiều khi trong một bữa ăn, chồng vừa ngồi xuống ăn mấy miếng thì đứa con nó đứng dậy nó đi. Đứa con một nó đứng dậy nó đi, thiện lát cái đứa ba nó nhào vô nó ăn. Cho nên bữa ăn đó cứ nghè người ra người vô, giống như tu go vậy, take in với take out, mà rốt cuộc không có cái cơ hội. Quý vị thấy ở Việt Nam mình á, chồng mà đi đâu á, con mà đi đâu á, là cái mâm cơm nó chờ. Có nhiều khi chờ đến nguội lạnh. Cho nên người ta hay trách với nhau á, ông đi đâu mà để tôi chờ tới cơm canh nguội lạnh. Đó là bởi vì cái mâm cơm đó là để tượng trưng cho sự chờ đợi về sum họp một nhà. Cho nên giữ lửa hạnh phúc bằng một bữa cơm trong gia đình. Rồi bây giờ ở cái xứ này á, cái chuyện đi làm ai cũng đi làm, và đi làm 8 tiếng giống nhau, mà mệt mỏi thì cũng giống nhau.
Cho nên về nhà chúng ta cũng cùng sớt chia công việc. Vợ nấu, chồng lặt rau, dọn dẹp, con cái chuẩn bị một bàn ăn. Ăn xong rồi cùng nhau rửa dọn. Ngay ở trong chùa cũng vậy. Bữa ăn á, là đại chúng phải đầy đủ rồi mới bắt đầu ăn cơm. Khi ăn xong rồi á, người nào ăn rồi cũng không đứng dậy trước, phải chờ. Tại sao? Tại vì rất có thể chút xíu nữa đây sẽ có những thông báo công việc ở trong chùa. Mình đi rồi lát sao mình nghe sự thông báo đó. Cho nên ở đây mỗi lần mà Pháp Hòa muốn thông báo gì với các Phật tử mà thân tín gọi là thường lui tới trong chùa làm công quả, Pháp Hòa chờ giờ ăn. Giờ ăn mọi người đủ hết rồi, nhiều lúc đó muốn nói gì cái ngó lại cái con bác vô lấy canh. Rồi bác kia mới ngồi xuống, cái bác kia đứng dậy đi lấy rau. Cho nên mỗi lần Pháp Hòa muốn thông báo gì, Pháp Hòa phải ngó trước ngó sau, chờ đủ hết mọi người rồi. Rồi nhiều khi mình thấy là bây giờ có một hai người đã rời khỏi cái bàn, cái phải dùng tới cái microphone để làm sao mọi người đều nghe được cái thông báo đó. Ở trong chùa cũng như một cái gia đình, mà gia đình tâm linh, mà gia đình này gia đình lớn. Cho nên nhiều lúc đó, mình trừ bữa nào quá bận việc hoặc là bệnh tật thì không có xuống cơm chiều thôi, chứ thường mấy chú đi là đi học về là Pháp Hòa thường có mặt trong bữa cơm chiều để cùng với nhau có một bữa ăn với nhau. Ở đây quý bác quý cô mỗi khi nấu ăn là luôn luôn nhớ tới à sư cô này, không ăn cái này ăn cái kia, là luôn luôn chừa hết và nấu theo cái khẩu vị của cái vị đó. Cho nên khi mình thấy như vậy, mình biết như vậy là mình phải trân trọng. Tại vì những vị đó đã đến với mình bằng tất cả tình thương. Người ta có quyền không khe, mình ăn được, ăn ấm được thôi. Nhưng người ta không làm như vậy. Người ta luôn luôn quan tâm tới cái khẩu vị của mình và nấu cho mình, thì chúng ta không nên phí. Và cái bữa ăn nên ngồi lại ăn với nhau, và ăn xong rồi cùng đứng dậy, đừng có người trước kẻ sau. Các em nhỏ có ăn cơm, đừng có cho nó cầm cái iPhone theo, đừng có mang cái iPad theo. Người lớn thì hãy tắt cái TV, cất cái tờ báo. Xong bữa cơm rồi, tờ báo cũng còn đó cho mình đọc. Tại vì nhiều khi mình ăn cơm gia đình mà mình nhìn tờ báo, cho nên rồi lo đọc báo cái nuốt chữ, cho nên ăn cay không biết, lạc không hay, mặn không biết. Coi như ăn gọi là người tiếng Hán nó gọi là thực bất tri kỳ vị. Ăn mà không biết hương vị gì hết. Uổng lắm. Hôm trước Pháp Hòa có thưa với đại chúng là cái cách ăn của người Việt mình đó, ăn toàn diện. Ăn toàn diện là ăn sao? Mắt ăn, mũi ăn, tai ăn, miệng ăn. Pháp Hòa ví dụ nha. Mình làm một cái dĩa rau hay là dĩa gỏi trưng bày cho đẹp, mắt nhìn hấp dẫn, mắt ăn. Xong rồi gắp cái miếng rau để vô miệng, rau giòn, miệng nhai, tai nghe. Miệng ăn, tai ăn, mắt ăn, ngửi mũi mùi thơm. Cái đó gọi là ăn toàn diện. Rồi bây giờ ăn dân chủ nha. Dọn một bàn ra hết đó, tùy ý ai thích món gì ăn món đó, không nài ép, gọi là ăn dân chủ. Ăn gì nữa biết không? Ăn cộng đồng nha. Dọn một mâm cơm bốn người, để cái đôi đũa công cộng ở đó, ai cần thì gấp để vô chén của mình, không có lấy đôi đũa của mình chấm mút vô trong cái thức ăn chung. Ăn cộng đồng nhưng mà ăn khoa học, ăn vệ sinh. Đó, quý vị thấy mâm cơm của người Việt chưa? Một mâm cơm mà dọn ra là ăn toàn diện. Ăn toàn diện là đưa cái miếng gỏi vô, giòn giòn, biết, ngọt ngọt, chua chua, mặn mặn. Ăn một miếng kho,
mặn dịu, cay cay, thơm thơm, mắt, tai, mũi, miệng ăn một lúc, ăn toàn diện, ăn dân chủ, ăn cộng đồng, ăn khoa học, mỗi người một chén chấm. Và nếu như chỉ một chén thì phải lấy cái muỗng để vô chén của mình chứ không có nhúng đồ đó. Ăn lẩu thì phải có một cái đồ vớt riêng và cái muỗng riêng, chứ không có ai mà đưa đôi đũa vô ăn xong chể cái đôi đũa vô gấp rau đã vậy rồi còn gấp cho người này gấp người kia nữa. Cái đó không có hợp vệ sinh. Ăn toàn diện, ăn cộng đồng, ăn dân chủ, ăn khoa học, ăn vệ sinh. Ăn khoa học là ăn sao? Hễ món chiên là phải lót lên xà lách, tại vì chiên là nóng mà xà lách là mát, nó quân bình. Một bữa ăn mà nhiều món khô phải có món canh để nó tươi nhuận trở lại. Nấu canh là bẹ xanh thì phải để miếng gừng, tại vì âm một cái thì nó quá hàn, mà nếu hàn có nó phát lạnh, cho nên phải sắc miếng gừng để vô trong nồi canh. Canh gì? Canh cải bẹ xanh, để cho cái nó quân bình, cái âm dương trong cái nồi canh đó, gọi là ăn khoa học. Như vậy thì quý vị thấy là cái bữa ăn nó quan trọng. Việt Nam mình thường nói bữa ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu là ăn dở. Cho nên hồi xưa bà nhớ ở trong luật Sa Di dạy như thế này: một bữa ăn người ta nhìn mình ăn là người ta nhìn được cái tư cách sống của mình. Vì trong khi ăn nó biểu lộ cái bản tính của con người. Cho nên khi ăn là phải ăn từ tốn. Và người Việt của mình ăn là phải thưa mời. Có nhiều khi mình nói sao khách sáo, nhưng mà thưa không phải. Nếu mà mình con mình còn nhỏ đó, nếu mà lỡ mà mình trước kia gia đình mình có thói quen là không có mời gì hết đó, vô ăn thì thôi lỡ rồi. Cái đó là ống cụ đi. Bây giờ chuẩn bị nghinh tân nè, con cháu mình bây giờ nó còn nhỏ, nó lập tức dạy nó liền. Mỗi bữa ăn nó chỉ cần mời chung cũng được, mời ba, mời mẹ, cả nhà dùng cơm cũng được, nếu mà không muốn mời từ trên xuống dưới. Nhưng mà phải cho nó mời, tại vì như vậy để nó hiểu khi nó muốn ăn gì nó phải mời. Ở đây mà mỗi lần mà ăn uống là Pháp Hòa dạy mấy chú có mời chưa. Nhiều khi ăn sáng đi học nhưng mà có quý bác ngồi xung quanh, con mời quý bác ăn sáng. Tức là mình ăn mà mình phải ngó người xung quanh. Ông bà mình thường nói ăn coi nồi ngồi coi hướng. Mà thường thường hồi xưa ăn cơm là ngồi có thứ lớp đó. Mẹ với em gái thường ngồi gần nồi cơm. Để chi? Để bới cơm. Ở trong chùa á, người nào lớn ngồi trên, người nào nhỏ ngồi dưới. Dù lớn tuổi đời nhưng mà đi tu sau tu muộn cũng ngồi sau cái người trẻ tu trước. Bởi vì vô đạo rồi là tính tuổi đạo chứ không tính tuổi đời. Ai tu trước ngồi trước. Ngay cả ra tụng kinh cũng vậy. Quý vị nhìn cái thứ lớp ngồi là quý vị hiểu ai trên ai dưới, ai lớn ai nhỏ. Cho nên Pháp Hòa xin thưa là trong cái gia đình của chúng ta, cái bếp đó, nó ấm cúng. Con cái mà nó đi đâu về nhà mà nó thấy có mẹ ở nhà thôi là nó happy rồi, nó vui rồi, nó biết là nó không đói. Lỡ không có gì ăn mà chỉ cần nó nói mẹ con đói bụng là lập tức bà Táo có mặt. Mà khi mình nấu cho con ăn đừng có chửi, đừng có cằn nhằn. Tại vì nếu mà cứ như vậy hoài đó, nó sợ nó không dám nói nữa thì nó đi ra ngoài nó ăn. Mà nó ra ngoài nó ăn thì bắt đầu mình chửi, mình nói phí của ăn hao tiền, mày biết ra ngoài bột ngọt nhiều lắm không? Mà nó nhà nó ăn không chịu nấu làm sao? Phải không? Cho nên á, cái bếp mà còn nấu nướng trong gia đình thì mình biết gia đình đó còn đầm ấm. Và ông bà mình thường dùng cái từ là
đừng để bếp nguội lạnh. Ăn to go là lâu lâu bận việc mới mua thức ăn về ăn, chứ còn thông thường là nấu nướng. Và nếu như mà quý vị nhìn cái sinh hoạt buổi chiều của gia đình đó, và quý vị để ý, người ta làm thơ viết nhạc, người ta nói lên những cái cảnh đầm ấm của gia đình, ta nói sao? Khói lam chiều. Nhìn cái nhà nào mà có khói lên từ cái mái nhà đó, cái dàn bếp đó là biết gia đình đó đang sum họp. Quý vị đọc thơ văn, quý vị nghe nhạc, nói lên cái đầm ấm của cái gia đình đó là điều nói lên xa xa kia có một mái nhà tranh, bếp lửa hồng đang lên và khói lam chiều đang lên gì đó, để nói lên cái đầm ấm của cái gia đình đó. Cho nên một nhà sum họp sớm trưa, gió chăng mát mặt, muối dưa chay lòng, bốn bề gió mát mênh mông, triều dân hôm sớm mây lòng trước sắc. Những câu đó ở trong truyện Kiều, và cụ Nguyễn Du đã diễn tả. Chúng ta có thể lấy những câu đó để hình dung được cái hình ảnh đầm ấm của một gia đình. Đặc biệt là bây giờ con cái lớn hết rồi, ra riêng hết rồi, còn hai bà già ở nhà thì nhớ tìm cách là ăn cơm chung. Có nhiều khi phải chờ từ sáng tới chiều, bây giờ ông đi đâu mà tôi chờ cơm, phán cho ông câu, chờ làm gì? Trời ơi thiệt, hồi nãy chờ mâm cơm nó lạnh mà nghe câu đó nó còn thêm chữ ngắt, nó lạnh ngắt. Đâu, phải chi mình nói tôi xin lỗi tôi về trễ, phải không? Thì đâu có chuyện gì. Hay là nó thôi lần sau tôi bà thấy tôi về trễ bạn trước, hay là bà ăn lót dạ gì chút, nói sao mà nghe cho nó hâm hâm lẫn chút, đã không có cái microwave không rồi mà còn nói đâu nữa. Ăn lạnh ngắt, cái đó kêu ăn lạnh bụng. Ăn vô lạnh bụng. Rồi hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng cái truyền thống của người Việt chúng ta cúng ông Táo. Và từ cái ý nghĩa đó, chúng ta tìm ra được một vài cái điểm gì để nhắc nhở chúng ta trong cuộc sống. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng tiễn cũ để đón mới. Cái gì nó hư, nó dở, nó cũ của năm nay, chúng ta chuẩn bị tiễn đi, và chúng ta chuẩn bị đón cái mới về. Đó là chúng ta biết sửa cái tật cũ, chỉnh lại cái gì cho nó mới. Ngộ lắm nha, tóc làm mới nha, quần áo mới nha, mà gặp nhau hỏi có gì mới không? Gặp nhau hỏi có gì lạ không? Vậy mà người mình cứ cũ xì, cái tật của mình cũ xì là chưa được. Năm mới mặc đồ mới, ngày mới, cái gì cũng muốn mới, xài đồ muốn mới, muốn xịn không mà. Người mình, tật của mình không mới, không xịn, không được, nó không quân bình. Rồi thứ hai là gì? Ông Táo đi về trên kia phúc trình cái cách ăn ở của mình. Thế thì chúng ta ở như thế nào, ăn như thế nào, có nghĩa là chúng ta nói năng hành động như thế nào, xử sự với như thế nào, để rồi chúng ta nhìn lại một năm đó. Kế đến là chúng ta thấy cái bếp là một cái gì gần gũi trong gia đình. Quý bác tới chùa, mặc dù nó đi chùa tụng kinh tu hành vậy chứ, ở trong bếp mà có chuyện lại bác vẫn vui hơn à. Có rau để lặt, có việc để làm mấy bác vẫn vui hơn. Thành tựu ra cái bếp mà nó yên thấm, trên thuận dưới hòa, thì cái chùa đó nó thịnh. Bởi vì cái đó nó đóng góp một phần cho cái hưng thịnh của ngôi chùa. Dĩ nhiên là nhờ quý thầy thuyết kinh giảng pháp tu tập, nhưng mà sự ăn uống của đại chúng nó cũng không kém phần quan trọng. Đại chúng đề hề vui vẻ, từ làm việc cho đến khi chúng ta dùng cơm với nhau, trên dưới một lòng,
thì làm sao mà chúng ta không vượt được? Như con cá chép, nó vượt khỏi những cái khó khăn để đến cái vũ môn quan, để nó hóa ra làm con rồng đặc biệt. Còn không thì nó cũng là con cá thôi. Cho nên buổi cơm gia đình là cơ hội sum họp nè. Buổi cơm gia đình là để bày tỏ sự quan tâm của nhau. Cuối cùng, trước khi ăn, chúng ta thực hiện cái tâm của người con Phật. Chúng ta chắp tay, chúng ta cầu nguyện cho những người trên thế gian này cũng có cái ăn giống chúng ta. Nếu quý vị nào thuộc năm quán, năm phép quán thì đọc năm cái quán đó. Thứ nhất, thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Thứ hai, xin nguyện ăn cơm trong chánh niệm, ăn cơm với lòng biết ơn, sống xứng đáng để thọ nhận thức ăn này. Thứ ba, xin nhớ nhận diện và chuyển hóa những tâm xấu, nhất là tâm tham sân si và tật ăn uống không chừng mực. Thứ tư, chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể và ngăn ngừa tật bệnh. Thứ năm, vì muốn thành tựu đạo nghiệp, xây dựng gia đình, nếu mà đã gia đình, còn nếu mà đã trong chùa thì xây dựng tăng thân để hộ đạo giúp đời, nên con thọ nhận thức ăn này, đọc năm cái quán đó. Còn nếu muốn gọn hơn, đọc bốn câu: vạn vật tranh sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Ăn xong rồi chắp tay cảm ơn tất cả cho con no ấm. Đạo Chúa người ta làm dấu đọc kinh trước khi ăn. Người Phật tử chúng ta cũng đọc lời cầu nguyện trước khi ăn. Mà cầu nguyện là gì? Là gửi cái tình thương và sự mong ước tốt đẹp đến cho mọi loài, mọi người. Và bên cạnh đó chúng ta nhớ ơn. Thấy không? Không ai trồng cà rốt làm gì cái cà rốt cho mình ăn. Không ai trồng rau, không ai làm đậu đành làm gì có đậu hũ cho mình ăn. Cho nên nhìn vô một bữa ăn, chúng ta thấy toàn là ân nghĩa trong đó. Rồi bây giờ có tất cả mà không ai nấu thì làm gì có ăn. Thấy như vậy thì cái tật khen chê chúng ta bắt đầu giảm. Và chúng ta bắt đầu biết thưởng thức món ăn bằng cả cái tình thương của mình nhiều hơn là chúng ta khen chê. Quý vị nhìn tất cả văn hóa, không có văn hóa nào mà thiếu bữa ăn hết. Christmas, lễ Giáng sinh, người ta cũng tụ họp về gia đình để người ta ăn cơm chung với nhau. Ngày lễ Family Day của Canada mình, ngày lễ Thanksgiving Day, tất cả những ngày đó đều là những quy tụ bằng những bữa cơm họp mặt hết. Và trước khi dứt lời, qua cái ý nghĩa cúng ông táo, và chúng ta nhìn được những cái điểm đẹp, học được những cái nét đẹp trong cái ngày lễ này. Và Pháp Hòa chú trọng đến cái bữa cơm gia đình, cái sự họp mặt của gia đình. Và đây là bài thơ Pháp Hòa làm khi cảm nhận một bữa ăn cơm với gia đình. Bữa cơm hạnh phúc gia đình, có cha, có mẹ, có mình cùng ăn. Khi ăn chẳng có lăng xăng, mời thưa trên dưới, nói năng ôn hòa. Giờ cơm sum họp cả nhà, dù cơm đậm bạc mặn mà có nhau. Cảm tình bày tỏ trước sau, vợ nấu, chồng dọn, con lau bát thìa. Lòng từ xin nguyện sớm chia, tức là mình cầu nguyện đó, cho muôn loài cũng phân chia phước này. Cơm ngon tình nghĩa đủ đầy, nhờ cha, nhờ mẹ, nhờ thầy mà nên. Ơn này con nguyện chẳng quên, sống đời thật đẹp dưới trên đáp đền. Xin cảm ơn đại chúng đã theo dõi buổi sinh hoạt sáng nay. Và sau khi chúng ta xả chân, tất cả chúng ta cùng hướng lên và khoan khoan, chỉ nói thôi. Diễn tuồng phải có trống chuông bắt đầu mới diễn được.
Chút xíu đại chúng đứng lên và chúng ta cùng hướng về bàn thờ tổ tiên. Và đặc biệt những vị nào có cúng người thân hôm nay thì hãy cử một người đại diện quỳ phía trước, và cái bàn thờ chính giữa thì quý bác nào còn khỏe quỳ ở giữa để thắp hương khấn tổ tiên. Và tất cả chúng ta còn lại hãy hướng về bàn thờ tổ tiên bằng tất cả tâm thành của mình. Trong tâm của mình hãy khởi lên mời thỉnh liệt vị tổ tiên nội ngoại của mình, để chúng ta mời chư vị về chùa nghe kinh và thọ hưởng tất cả những lễ phẩm mà do lòng chí thành của chúng ta dâng lên hôm nay. Và tuần sau ngày thứ bảy chúng ta sẽ có một ngày tu học để cầu nguyện sám hối cho mình và người thân cuối năm.